Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 13. Tiểu tử, hiện tại lão phu đã đối ngươi mở rộng cửa lòng. Thức thời lời nói, liền mau đem ngươi luyện thể công pháp giao ra. Vốn là hắn chả muốn giữ lại một chút tiền bối cao thủ phong độ, nhưng là bị Trác Phàm làm cho vạch mặt, hiện tại cũng liền hoàn toàn không lo được. Lần nữa biến trở về cái kia ăn cướp trắng trợn rõ ràng đoạt thiên cương cuồng tôn, Lệ Kinh Thiên. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm không sợ chút nào, cười khẽ một tiếng, Lệ lão, ngài là làm sao biết, ta công pháp lại so với đế vương môn hoàng cực bá thể quyết còn mạnh hơn đâu. Hừ, người tại Hoa Vũ Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn muốn khiến người ta không biết. Không khỏi sùi cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên tức giận hừ nói, Hoàng Phủ Thanh Vân đã đạt hoàng cực bá thể quyết thất trọng, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy một khỏa bạo nguyên đan dược lực. Người nhà lại có thể tiếp nhận 5 viên, còn một chiêu đem hắn miểu sát, nửa người đều đánh bay. Người nào luyện thể công pháp mạnh hơn, đây không phải vừa nhìn thấy ngay à. Trác Phàm cùng độc thủ Dược Vương liếc nhau, cùng nhau gật gật đầu. Điều này cũng đúng, lúc đó vây xem nhiều người như vậy, người nào đều không phải là người mù. Ai mạnh ai yếu, liếc một chút liền rõ ràng. Bất quá Trác Phàm y nguyên cười lắc đầu, thản nhiên nói, Lệ lão, ngài cũng là tung hoành thiên hạ lão tiền bối. Đế vương môn hoàng cực bá thể quyết uy lực, ngài so người nào đều rõ ràng. Chẳng lẽ ngài có thể tưởng tượng, trên đời này sẽ có uy lực vượt qua hoàng cực bá thể quyết nhiều như vậy công pháp sao? Lệ Kinh Thiên trì trệ, trong mắt bất giác lóe qua một tia mê võng. Ha ha ha, Lệ lão, đã ngài đối Hoa Vũ lâu trận đại chiến kia đã hết sức rõ ràng, vậy cũng biết được vãn bối một thân phận khác đi. Đệ nhất luyện đan tông sư, Trác Phàm. Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, nhẹ kêu ra tiếng, chẳng lẽ nói. Cười gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo tà dị ánh sáng, vãn bối sở dĩ có thể cầm giữ có như thế cường hãn thân thể, một nửa dựa vào công pháp, một nửa khác dựa vào gia truyền luyện thể linh đan. Chỉ cần một khỏa, liền có thể để thân thể cường tráng gấp 5 lần trở lên. Cái gì, cái này sao có thể? Lệ Kinh Thiên giật mình, không khỏi đại hô ra tiếng. Luyện thể cao thủ sở dĩ mạnh hơn đông đảo tu giả, cũng là bởi vì bọn họ cái kia thân thể cường hãn, không gì không phá. Mà lại, trừ không ngừng tu luyện gian khổ bên ngoài, không còn đường tắt khác. Thế nhưng là nếu là có thể dùng đan dược đến tăng cường thân thể tu luyện, vậy bọn hắn luyện thể tu giả còn có cái gì ưu thế có thể nói? Trong thiên hạ, thực sẽ có dạng này đan dược sao? Lệ Kinh Thiên trong lòng hồ nghi. Nhưng là Trác Phàm sự thật này thì bày ở trước mắt. Nếu không phải hắn thật ăn qua dạng này thuốc, bằng hắn đoán cốt cảnh tu vi, dựa vào cái gì mạnh hơn cùng là luyện thể tu giả Hoàng Phủ Thanh Vân nhiều như vậy. Trầm ngâm nửa ngày, Lệ Kinh Thiên trong lòng lo nghĩ trùng điệp, cuối cùng quát lạnh lên tiếng, tiểu tử, người bây giờ thì cho lão phu lấy ra loại đan dược này, nếu không lão phu ngay sau đó đánh chết ngươi. Không có khả năng, đan dược ta ăn hết. Không phải vậy làm sao cùng Hoàng Phủ Thanh Vân liều. Vậy ngươi thì cho ta hiện tại luyện chế, ngươi không phải luyện đan sư sao? Dược tài không đủ, luyện không. Vậy lão phu theo ngươi đi tìm. Lệ Kinh Thiên ánh mắt ngưng tụ, quát to. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm nhìn về phía độc thủ Dược Vương, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười. Mà đạo này ý cười, nhẹ nhàng rơi xuống Lệ Kinh Thiên trong mắt. Tốt. Ta đang thiếu 3 cấp linh thú, xích phí băng hồ máu tươi làm thuốc dẫn, chúng ta đi chuyến vạn thú sơn mạch đi. Trác Phàm lúc này đề nghị. Thế mà, Lệ Kinh Thiên lại là khoát khoát tay, quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi, làm gì chạy xa như thế. Chỉ là 3 cấp linh thú mà thôi, phụ cận thì có một mảnh linh thú rừng rậm. Tuy nhiên không bằng vạn thú sơn mạch như thế linh thú phong phú, nhưng bên trong cũng có thật nhiều bên trong cấp thấp linh thú, đầy đủ ngươi luyện đan. Nhíu mày, Trác Phàm trầm ngâm một chút, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, như thế cũng được, chúng ta đi thôi. Nói quay người, cho độc thủ Dược Vương đánh cái ánh mắt. Độc thủ Dược Vương tựa hồ không có phát hiện, nhưng là Lệ Kinh Thiên lại một lần bắt được cái này không tầm thường cử động. Tại là một phát bắt được Trác Phàm bả vai, ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ là 3 cấp linh thú, làm gì nhiều người như vậy cùng đi. Để Nghiêm Tùng một người đi đủ để, chúng ta liền ở chỗ này chờ tốt. Ha ha ha, ta là luyện đan sư,
bắt ba cấp linh thú rất nhiều chi tiết, ta đều muốn chú ý, sao để cho Nghiêm lão một người đi đây? Trác Phàm vệt một chút cái trán, phảng phất tại lau mồ hôi. Lệ Kinh Thiên trong lòng cười lạnh, tuy nhiên không biết Trác Phàm có ý đồ gì, nhưng là ngoại giới truyền ngôn hắn giảo quyệt như cáo, hết thảy cẩn thận là hơn tốt nhất. Có bao nhiêu người, cũng là bởi vì khinh thị tiểu tử này, phản mà chết ở trên tay hắn. Lệ Kinh Thiên cái này lão giang hồ, giống như xem thấu hết thảy, cười to lên, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không cần lại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Lão phu nói một mình hắn đi, thì hắn một người đi. Lại nói hắn cũng là luyện đan sư, làm sao bắt linh thú, chỗ nào không thể đụng vào, ảnh hưởng luyện đan, hắn tự nhiên rõ ràng. Bất giác hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm mày nhíu lại nhăn, nhưng là cuối cùng vẫn khẽ thở dài, theo trong giới chỉ xuất ra một cái hồ lô đến, đưa tới, Nghiêm lão, trong này côn trùng, là cái kia xích vĩ băng hồ thích nhất đồ vật, người lấy nó làm mồi nhử, hẳn là có thể rất nhanh đến mức tay. Nghiêm Tùng gặp này, trong mắt sáng lên, đã là minh bạch tâm ý của hắn, không khỏi hung hăng gật gật đầu. Chờ một chút, lúc này, Lệ Kinh Thiên phát hiện không hợp lý, lập tức hét lớn lên tiếng, vươn tay ra, đó là vật gì, cho ta xem một chút. Nghiêm Tùng có chút do dự, nhưng gặp Trác Phàm khẽ gật đầu, liền đem hồ lô đưa ra đi. Lệ Kinh Thiên cầm qua, trèo lên cảm giác hồ lô một trận rét lạnh, đợi mở ra cái nắp về sau, một cái đỏ như máu tiểu trùng tử không khỏi một nhuyễn hướng bên ngoài leo ra. Lệ Kinh Thiên cầm ở trong tay cẩn thận ngó ngó, không có bất kỳ cái gì dị thường, thật đúng là côn trùng, sau đó lại thả trở lại, cho độc thủ Dược Vương, nghi ngờ nói cái này hồ ly, còn ăn côn trùng sao? Ha ha ha, linh thú yêu thích, trừ chúng ta những thứ này chuyên môn tóm chúng nó đến luyện đan sư bên ngoài, người bình thường nơi nào sẽ hiểu? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Lệ Kinh Thiên cũng không để ý. Chỉ là tại độc thủ Dược Vương bay ra 10 mét bên ngoài về sau, lại là đột nhiên hét lớn, Nghiêm Tùng, cho ngươi một ngày, đầy đủ bắt một cái ba cấp linh thú. Nếu là ngươi trở về muộn, chúng ta nhưng là không chờ ngươi đi trước. Nghiêm Tùng trước phi thân tử bất giác trì trệ, quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm thì là trong lòng cười lạnh, cái này Lệ Kinh Thiên thật đúng là chú ý cẩn thận vô cùng, muốn cũng coi như chu toàn. Sợ Nghiêm Tùng rời đi về sau, nghĩ cách đi tìm trợ thủ, đúng là quy định trở về thời gian. Như thế tới nói, đừng nói bọn họ căn bản không có trợ thủ, cho dù có, cũng không kịp. Chờ đám kia tay đến, lão nhân này sớm mang theo hắn chuyển di địa phương. Hừ, thật không hổ là lúc tuổi còn trẻ bị người đuổi giết quen người, thật sự là khắp nơi cẩn thận đâu. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, hắn mới từng bước một rơi vào lão tử bẫy dập. Trác Phàm nhếch miệng lên, trong lòng cười thầm. Đại khái sau 6 canh giờ, độc thủ Dược Vương lưng cõng một cái tuyết bạch hồ ly thi thể trở về, nó cái đuôi, lóng lánh đỏ thấm tươi đẹp. Độc thủ Dược Vương đem xích vĩ băng hồ để dưới đất, lại đem hồ lô đưa cho Trác Phàm, hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nói có thể luyện đan. Chậm đã. Bỗng nhiên, Lệ Kinh Thiên lại là kêu to một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu ý cười, tiếp lấy ngón tay vạch một cái kia xích vĩ băng hồ thân thể nhất thời liền bị hoa vì làm hai nửa. Lệ Kinh Thiên cúi người đến, tại xúc sinh kia trên thân một nắm chặt, liền bắt được một đầu màu đỏ côn trùng đến, chính là Trác Phàm trong hồ lô huyết tằm. Hiện tại có thể luyện, Lệ Kinh Thiên thầm cười một tiếng, đem cái kia côn trùng một thanh bóp thành dòng máu. Độc thủ Dược Vương giật mình, lo lắng nhìn về phía Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm trên mặt y nguyên giếng cổ không gợn sóng. Vậy thì tốt, ta thì vì Lệ lão luyện một khỏa luyện thể đan dược, chứng minh vãn bối lời nói không ngoa. Trác Phàm thở sâu, trong tay nguyên lực chi hỏa đã là giấy lên. Nhưng là Lệ Kinh Thiên lại là hung hăng khoát khoát tay, quát to, không, luyện 10 khỏa. Đồ chơi tốt như vậy, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là một đời người chỉ có thể phục một lần, nhiều phục vô dụng, luyện nhiều vô dụng. Trác Phàm nhướng mày, thản nhiên nói. Cười lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, ta nói luyện 10 khỏa, thì luyện 10 khỏa. Không phải vậy, cẩn thận hai người các ngươi đầu. Than nhẹ một tiếng, Trác Phàm không có cách nào, bắt đầu đem từng kiện dược tài ném tới trong lửa luyện hóa, sau cùng gần thành đan hoàn lúc, đột nhiên vung tay lên,
đem cái kia băng hồ chi huyết rót vào trong lửa. Nhưng nghe ông một tiếng, 10 khỏa tản ra hàn khí đỏ thẫm đan hoàn, liền bỗng nhiên bay ra ngoài, rơi vào Trác Phàm trong tay. Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, bất khả tư nghị đại kêu ra tiếng, cái này mới từ nguyên lực chi hỏa bên trong luyện thành đan hoàn, sao sẽ như thế băng lãnh, không có chút nào nửa phần hỏa khí. Lệ lão có chỗ không biết, đây là tam phẩm linh đan, hàn cực bá thể đan, quả thật ta gia truyền bí dược. Lấy bí pháp âm dương hỏa luyện chế, trong nóng ngoài lạnh. Vào miệng đả thông toàn thân huyết mạch, tại một lạnh một nóng ở giữa, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, đưa đến luyện thể hiệu quả. Trác Phàm lập tức giải thích nói. Lệ Kinh Thiên kinh ngạc nhìn đây hết thảy, duỗi ra một cái tay, cho ta một khỏa nếm thử. Trác Phàm khẽ gật đầu, tùy ý cầm lấy một khỏa, đưa tới. Chờ một chút. Lệ Kinh Thiên lập tức khoát khoát tay, khóe miệng lộ ra cái tà dị đường cong, đem cái kia 9 khỏa cho ta. Nhướng mày, Trác Phàm chiếu vào đi làm, mà Lệ Kinh Thiên sau khi nhận lấy, lại là đem cái kia 9 khỏa đan hoàn, đột nhiên trong tay chuyển lên, một đôi cười lạnh hai con ngươi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trác Phàm hai mắt, tiểu tử, ngươi ăn trước viên này đan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế nhưng là, ta nói qua, loại đan dược này ăn nhiều vô hiệu. Trác Phàm nhướng mày, lẩm bẩm nói. Không khỏi cười to lên, Lệ Kinh Thiên trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, cái này lão phu đương nhiên biết, thế nhưng là ăn nhiều cũng không sao chứ. Ngươi nếu là không ăn, thì chứng minh có vấn đề, lão phu lúc này giết ngươi. Trác Phàm không có cách nào, đành phải một miệng nuốt. Mà Lệ Kinh Thiên nhìn hắn không có việc gì, trong mắt không khỏi lại đi loanh quanh nói, tiểu tử, cái này 9 khỏa trong nội đan, ngươi lại chọn một khỏa. Trác Phàm thở dài một hơi, đưa tay cầm một khỏa. Cho lão phu ăn, Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nói. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, chậm rãi vươn tay ra. Nhưng là không đợi hắn đem đan dược cho ăn nhập Lệ Kinh Thiên trong miệng, Lệ Kinh Thiên nhưng lại là đại kêu ra tiếng, chậm rãi, cho Nghiêm Tùng ăn. Ta, Nghiêm Tùng giật mình, không khỏi chép miệng một cái. Thế nhưng là không có cách nào, y nguyên chiếu vào hắn lời nói ăn một khỏa. Như thế như vậy, Lệ Kinh Thiên để Trác Phàm lặp đi lặp lại chọn lựa, sau cùng chỉ có 3 khỏa lúc, mới tự chọn một khỏa, nhìn nhìn lại Trác Phàm hai người sắc mặt, không có cái gì trở ngại, mới nuốt vào đi. Mà đan dược vừa mới vào miệng, Lệ Kinh Thiên liền bất chợt tới cảm giác dùng cả mình xâm nhập toàn thân, tiếp lấy lại là một cỗ ấm áp, như xuân về hoa nở giống như, làm cho quanh thân đều ấm áp, không nói ra thoải mái. Trác Phàm gặp này, lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra một cái tà dị đường cong. Tuy nhiên lão nhân này một đường cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là mắc câu, hắc hắc hắc. Lệ Kinh Thiên trầm tư nhắm mắt luyện hóa dược lực, Trác Phàm cùng độc thủ dược vương cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Đợi sau 3 canh giờ, Lệ Kinh Thiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đứng dậy. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nói thế nào, Lệ lão, phải chăng toàn thân thư sướng? Không sai, thân thể xác thực thoải mái rất nhiều. Lệ Kinh Thiên phát triển cánh tay, ý cười đầy mặt, nhưng là rất nhanh lại sâu sắc nhíu mày, thế nhưng là... Lão phu làm sao không có cảm thấy thân thể mạnh lên đâu. Nhếch miệng lên, Trác Phàm khinh miệt bĩu môi, vốn là không cho ngươi ăn cái gì luyện thể đan dược, người muốn thật mạnh lên, đó mới kỳ quái đâu. Cái gì, người nói cái gì? Lệ Kinh Thiên giật mình, trong nháy mắt khí thế đại phóng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Độc thủ dược vương giật mình vội vàng trốn đến Trác Phàm bên người, nhưng Trác Phàm lại không chút phật lòng, vẫn như cũ sủi cười ra tiếng, ai ra, Lệ lão, ngài cũng là lão giang hồ, kiến thức rộng rãi. Giống luyện thể đan như thế chuyện hoang đường, cũng sẽ tin. Phải biết tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nỗ lực càng nhiều, hồi báo càng nhiều. Chỉ dựa vào đan dược đề cao thực lực, sẽ chỉ hủy chính mình. Nói như vậy, ngươi là tại lường gạt lão phu. Lệ Kinh Thiên khẽ cắn môi, song đồng phát hồng, hiển nhiên đã là giận không nhịn nổi. Độc thủ dược vương run rẩy thân thể, hung hăng lung lay Trác Phàm cánh tay, cho hắn thẳng nháy mắt ra dấu, để hắn không nên nói nữa đi xuống, tiếp tục chọc giận cái này lão ma đầu. Thế nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ không biết tốt xấu vung một chút cánh tay, cười to lên, ha ha ha. Lường gạt ngươi thì thế nào?
Lão già kia, ngươi làm lão tử là ngươi trước kia gặp phải đám ngu ngốc kia à, muốn từ lão tử trong tay đoạt công pháp, mơ mộng hão huyền. Ngươi, ngươi, Lệ Kinh Thiên từng ngụm thở hổn hển, một tay trực chỉ Trác Phàm, bị tức đến quá sức, đồng thời lửa giận trong lòng lại cũng khó có thể áp lực. Hắn thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên, liền xem như lúc tuổi còn trẻ, cũng là nổi tiếng nhân vật, cho dù bảy thế gia cao thủ gặp, cũng phải kính hắn ba phần. Thế nhưng là không nghĩ tới lão, ngược lại bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ cái mũi mắng to. Vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, hắn coi như liều mạng không muốn cái kia luyện thể công pháp, cũng nhất định muốn đem Trác Phàm thằng danh con này đánh chết dưới trường. Nghĩ như vậy, Lệ Kinh Thiên giận quát một tiếng, nhất trưởng hướng Trác Phàm hai người đánh tới. Khí thế giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng, làm cho hai người cùng nhau khí tức trì trệ. Tiểu tử, nạp mạng đi đi. Độc thủ Dược Vương co rúm lại lấy trốn đến Trác Phàm sau lưng, khắp khuôn mặt là sầu khổ. Ta nói Trác quản gia a, ngài quỷ kế đều bị người ta xem thấu, cái kia huyết tầm cũng bị người ta cho bóp nát, ngài còn xính cái gì miệng lưỡi chi tranh a? Nhìn ngài bình thường luôn luôn trầm ổn, khôn khéo lão luyện, hôm nay làm sao như thế xúc động a? Độc thủ Dược Vương trong lòng thầm than, đầy mắt lệ quang. Nghĩ không ra hắn độc thủ Dược Vương một tháng trước vừa mới tại Hoa Vũ Thành chết qua một lần, hiện tại thì lại muốn chết một lần. Ai, chẳng lẽ hắn mạng này phải đến tuyệt lộ? Thế mà, ngay tại hắn vô hạn ai thán thời điểm, Trác Phàm lại là lạnh hừ một tiếng, ấn quyết trong tay một kết ấn. A, à, chỉ một thoáng, một tiếng xuyên trời mây tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Lệ Kinh Thiên cái trán đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ thẫm huyết ấn. Cái kia nghĩa vô phản cố nhất trưởng, còn không có sát bên Trác Phàm một sợi lông, liền đã nguyên lực toàn bộ tiêu tán. Ngược lại là chính hắn, ôm đầu thống khổ dị thường ngã trên mặt đất. Đỏ tươi dòng máu theo hắn thất khiếu bên trong cuồn cuộn tuôn ra, nhiễm khắp mặt đất, hắn một đôi đồng tử cũng là nhìn không được hướng bên ngoài nổi lên. Dường như rất nhanh, cái kia hai con mắt liền sẽ đụng một tiếng nổ tung lên. Nghe lấy cái này giống như đã từng quen biết kêu thảm. Độc thủ Dược Vương không khỏi sững sờ, dương mắt nhìn về phía Trác Phàm, chỉ thấy khóe miệng của hắn xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Ách, Trác quản gia, thành công. Độc thủ Dược Vương nháy mắt mấy cái, trong mắt tựa hồ còn có một số mê mang. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, đó là đương nhiên, lão già này đã bị ta khống chế. Nghiêm lão, sự kiện này ngươi công lao hàng đầu, vốn quản gia cho ngươi ghi lại một công. Quá tốt. Ha ha ha! Độc thủ Dược Vương hưng phấn nhảy dựng lên, cười to lên, đồng thời nhìn về phía mặt đất Lệ Kinh Thiên, trên mặt lộ ra một mảnh vui vẻ. Hắc hắc hắc, người nhà cũng có loại thời điểm này. Cái kia, ai để ngươi vừa mới tận trang bức? Ngươi cũng đã biết, tại Trác Phàm tiểu tử này trước mặt trang bức, nhưng là muốn nỗ lực rất lớn đại giới. Điểm này, độc thủ Dược Vương chính mình lớn nhất trải nghiệm. Nhưng là bây giờ... Hắn có thể nhìn đến vị này danh chấn thiên vũ thiên cương cuồng tôn trang bức bị đánh mặt, cũng thật sự là một kiện điều thú vị. Đồng thời nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm kính nể. Liên thần chiếu cảnh cao thủ đều bắt lại, tiểu tử này thật sự là quá cường hãn. Sao, chuyện gì xảy ra, lão phu cái này là làm sao? Lệ Kinh Thiên một mực ôm đầu lăn lộn đầy đất, lại là trong lòng mê mang, các ngươi đến tột cùng đối lão phu làm cái gì? Liếc nhìn nhau, Trác Phàm cùng độc thủ Dược Vương cùng nhau âm cười ra tiếng. Đem còn lại hai cái kia đan dược trong tay đi loanh quanh, Trác Phàm cười lạnh nói, Lệ lão, ngài chắc là lòng dạ biết rõ đi. Chẳng lẽ ngài như thế cái lão giang hồ, còn không biết, cái gì gọi là, người xa lạ đồ vật, không cần loạn ăn sao? Là cái kia đan dược, Lệ Kinh Thiên trong mắt chừng một cái, không thể tin nói, không có khả năng, chỉ là tam phẩm đan. Liền xem như độc đan, lão phu nguyên lực cũng có thể triệt để áp chế. Huống hồ, hai người các ngươi không phải cũng ăn a? Nhếch miệng lên, Trác Phàm tà dị cười nói, không sai, hai người chúng ta xác thực đều ăn. Thế nhưng là xin lỗi, đan dược này không có vấn đề, không chỉ có không phải độc đan, hơn nữa còn cường thân kiện thể. Tránh thức tại trong cơ thể ngươi làm ầm ĩ, là cái đồ chơi này. Nói, Trác Phàm lần nữa xuất ra hồ lô. Mở ra nắp bình, từ bên trong xuất ra một cái huyết tầm tới. Trong mắt không khỏi co rụt lại,
Lệ Kinh Thiên tuy nhiên sớm đã cảm giác cái này côn trùng có gì đó quái lạ, nhưng là vạn vạn nghĩ không ra, cái này côn trùng uy lực vậy mà cường hãn đến tận đây, làm cho hắn rơi vào hiện tại sống không bằng chết tình trạng. Đây là ta luyện chế ma vật, huyết tằm. Nó một khi tiến vào trong cơ thể ngươi, liền sẽ khống chế ngươi huyết mạch. Ta cùng nó tâm thần tương liên, chỉ cần ta tâm niệm nhất động, nó liền sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Coi như ngươi là thần chiếu cường giả, cũng y nguyên loại bỏ không. Không khỏi một trận hoảng sợ, Lệ Kinh Thiên nghe Trác Phàm lời nói sau, trong mắt không khỏi đi loanh quanh, nhưng là y nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không có khả năng, vừa mới ngươi luyện đan trước, tất cả dược tài cùng cái kia băng hồ thi thể, lão phu đều dùng nguyên thần đảo qua một lần, cũng không có phát hiện dị thường. Coi như duy nhất huyết tằm, cũng bị lão phu thanh trừ hết. Huống hồ, cái này côn trùng tại luyện đan công trình bên trong, sẽ không bị hỏa diễm thiêu chết sao? Điểm này, độc thủ dược vương đồng dạng không nghĩ ra, cho nên hắn ngay từ đầu cũng coi là kế hoạch thất bại. Nhưng không nghĩ tới, Trác Phàm thật đem huyết tằm ném tới lão gia hỏa này trong miệng. Đến mức làm sao ném, hắn cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Ha ha ha, điểm này, ta đương nhiên biết, bằng không ta làm sao lại đưa ra tìm Xích Vĩ băng hồ đâu. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt, lóe qua một đạo cơ trí ánh sáng, ta cái này huyết tằm, chính là sinh tại trong hàn đàm. Mà Xích Vĩ băng hồ, lớn nhất đặc điểm, chính là huyết dịch lạnh như huyền băng. Cho nên ta để Nghiêm lão đem máu này tằm đút cho băng hồ ăn, cũng không phải là muốn trực tiếp lấy huyết tằm làm thuốc. Mà chính là huyết tằm một khi phát hiện cảnh vật chung quanh băng lãnh, thì sẽ bắt đầu đẻ trứng. Cho nên coi như người đem huyết tằm loại bỏ, thế nhưng băng hồ trong máu, đã tồn tại huyết tằm tằm trứng. Há, thì ra là thế. Thần chiếu cảnh cường giả nguyên thần dò xét, chỉ có thể dò xét đến đồng dạng sinh mệnh khí tức, nhưng là tằm trứng còn chưa ấp trứng trước, còn không thể tính hoàn chỉnh sinh mệnh, cho nên Lệ Kinh Thiên hắn dò xét không đi ra. Độc thủ dược vương bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm kính nể nhìn về phía Trác Phàm, đồng thời đập cái mông ngựa, Trác quản gia thật sự là trí kế hơn người, suy nghĩ chu toàn, liền Lệ Kinh Thiên dạng này lão giang hồ, đều bại trong tay ngài. Bội phục, bội phục. Không đúng, dù vậy, vậy ngươi muốn thế nào trong thời gian thật ngắn, đem tằm trứng ấp trứng vì huyết tằm. Thế mà, Lệ Kinh Thiên vẫn là lắc đầu, khó có thể tin. Nhạt cười một tiếng. Trác Phàm sâu xa nói, cái này phải nhờ vào viên đan dược này dược lực, thực ta vừa mới cũng nói, luyện viên thuốc này lúc, dùng là âm dương song lửa. Chính là sợ chỉ dùng dương hỏa, sẽ đem tằm trứng tổn thương. Cho nên ta dùng âm hỏa, cam đoan tằm trứng tại băng hàn hoàn cảnh dưới, luyện vào trong nội đan. Về sau, người cũng cần phải cảm nhận được, cái này đan tại âm dương bên trong chuyển đổi. Thỉnh thoảng xuân về hoa nở, thỉnh thoảng gió lạnh thấu xương. Thực cũng là mô phỏng bốn mùa giao thế. Cho nên ngươi cho rằng chỉ là ngắn ngủi ba canh giờ, nhưng đối huyết tằm tới nói, đã là mấy chục cái xuân thu. Mà lại viên thuốc này giúp sức ngươi toàn thân huyết dịch nhanh chóng vận hành, càng thêm làm đến huyết tằm kèm ở trong cơ thể ngươi, gia tốc trưởng thành. Cho nên đan dược này không phải cái gì hàn cực bá thể đan, mà chính là xúc tiến huyết mạch vận hành, trợ giúp đề cao tu luyện hiệu quả xuân dương đan. Trác Phàm lời nói đã nói xong, Lệ Kinh Thiên lại sớm đã cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngang dọc cả đời, hôm nay sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử tính kế đến phân thượng này. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cái gọi là vô dục tắc cương, nếu là hắn ngay từ đầu chẳng phải lòng tham, cũng sẽ không làm đến bây giờ khí tiết tuổi già khó giữ được cấp độ. Thế nhưng là khác ý nghĩ dường như đều bị Trác Phàm xem thấu đồng dạng, cười lạnh, Trác Phàm thản nhiên nói, ha ha ha. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình lòng tham, mới có thể rơi xuống đến nông nỗi này? Sai, ngươi vốn là cái kia lòng tham, ngươi không tham lam, làm sao có thể trở nên nổi bật? Nhưng là tham về tham, nhưng đừng vọng tưởng đi đường tắt. Một viên thuốc thì có thể khiến người ta mạnh lên, suy nghĩ một chút thì là không thể nào. Nếu quả thật có loại sự tình này, vậy ngươi trả giá đắt nhất định cực lớn. Nói, Trác Phàm xuất ra một cái ngọc giản thả ở trước mặt hắn. Đồng thời dừng lại huyết tằm đối với hắn tra tấn, giống như một cái trí giả giống như, nhạt cười ra tiếng, ta sớm nói, công pháp ta có. Đây là huyền giai trung cấp ma công, ma sát quyết, uy lực kinh người. Sau khi luyện thành, không so huyền giai cấp công pháp kém,
tuyệt đối so với cái kia hoàng cực bá thể quyết muốn mạnh. Đồng thời, ta lại dâng tặng 3 chiêu nguyên bộ huyền giai vũ kỹ. Ngươi nếu chịu đi theo ta, thêm vào Lạc gia, liền cầm lên nó, về sau ngươi chính là ta Lạc gia trưởng lão. Nếu không, ngươi có thể rời đi, trở lại đế vương môn, tiếp tục làm ngươi khách tỏa cung phụng, ta tuyệt không ngăn cản. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Lệ Kinh Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được trong mắt của hắn chân thành. Không khỏi trầm ngâm một chút, chậm rãi đưa tay vươn hướng khối kia ngọc giản, lẩm bẩm nói, ta xem trước một chút có phải là thật hay không, khác lại giống như đế vương môn, cho lão tử không được đầy đủ công pháp. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Thế nhưng là làm Lệ Kinh Thiên trầm ngâm xem một phen về sau, lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, đại kêu ra tiếng, đậu phộng, 3 chiêu vũ kỹ này bên trong, lại còn có 1 chiêu huyền giai sóng âm vũ kỹ, đây chính là tại toàn bộ thiên vũ cũng không có xuất hiện qua. Cái này Lạc gia đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thế mà tiện tay liền có thể xuất ra dạng này bảo bối. Vậy ngươi quyết định đâu? Trác Phàm mỉm cười nói. Làm, sao có thể mặc kệ? Lệ Kinh Thiên một tay lấy ngọc giản kia thu nhập giới chỉ, cười to lên, tiểu tử, ngươi sớm xuất ra công pháp này, lão phu đã sớm theo ngươi lăn lộn, làm gì làm ra nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Hắc hắc hắc, há, phải không, dường như xem thấu khác ý nghĩ, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, nếu là ta sớm xuất ra công pháp này, ngươi không là nghĩ đến giết người diệt khẩu, lại cầm ta người đầu trở về lập công sao? Ách, Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong lòng thầm than. Cái này Trác Phàm quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng giảo quyệt hơn người, chuyện gì đều giấu giếm không hắn a. Khó trách có thể liền giết 4 nhà cao thủ, còn có thể như thế tiêu diêu tự tại. Kẻ này có kiêu hùng chi tài, chỗ ở gia tộc càng là thâm bất khả chắc, xác thực đáng giá đi theo. Lệ Kinh Thiên trong lòng cười to, lần này theo đế vương môn chuyển đầu Lạc gia, mặc dù là bị buộc. Nhưng không thể không nói, lại trèo lên một cái cành cây cao. Sau đó giờ này khắc này, lại một cái đầy trong đầu ước mơ tưởng tượng cao thủ, thêm vào Trác Phàm đội ngũ. Trác Phàm cũng không quan tâm, bọn họ đối Lạc gia có lòng tin, không phải chuyện tốt ha. Tuy nhiên đến thời điểm, có thể sẽ có chút thất lạc đi. Trác Phàm vừa nghĩ tới khi đó tình cảnh, trong lòng bất giác xấu hổ. Tỏa Long Thành, dãy núi xếp chướng. Kéo dài mấy ngàn dặm. Thành trì bốn phía, tứ phương che trời thạch trụ, cao thiên lưỡi đao, thẳng thẳng trong mây. Từ trên cao nhìn xuống mà xuống, nhưng là rõ ràng nhìn thấy, một đầu lao nhanh cầu long, bị cái này 4 đạo thạch trụ đinh tại đại địa phía trên, không thể trốn ra. Đây cũng là Ngự Hạ Thất gia đứng đầu, đế vương môn ở chỗ đó. Giờ này khắc này, cao lớn trước cửa thành, chính đứng sừng sững lấy một vị 50 tuổi trên dưới. Hai gò má gầy gò, mặt trắng không râu lão giả. Trên đầu của hắn cột một đạo thư sinh búi tóc, nhìn qua tư văn hữu lễ, nhưng là trong mắt một sợi tinh quang, lại tràn ngập sát phạt chi khí. Mà bên cạnh hắn, là hai vị thiên huyền cao thủ, nhưng đối mặt vị này thư sinh lúc, lại là có chút cung kính. Mà lại cái kia cung kính bên trong, còn mang theo từng tia vẻ sợ hãi. Hưu! Đột nhiên, tiếng xé gió vang. 3 đạo lưu quang trên không trung xẹt qua, rơi vào 3 người trước người. Hiện ra thân thể, lại chính là Tiềm Long Các các chủ, Long Giật Phi, cùng Tam Trưởng Lão cùng Long Cửu 2 người. Long Các chủ đại giá quang lâm, lãnh mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Cái kia bạch diện thư sinh hướng Long Giật Phi khẽ thi lễ, lại là mặt không biểu tình, không có chút nào miệng phía trên nói như vậy áy náy. Long Giật Phi thì là đuổi vội hoàn lễ. Cung kính nói, không dám, không dám, Long mỗ sao dám cực khổ lãnh tiên sinh tự mình đón chào. Ngài có thể tại trước cửa thành chờ Long mỗ, đã bị Long mỗ lớn lao thể diện. Ha ha ha, Long các chủ thật sự là khách khí, lãnh mỗ đã vì đế vương môn đại quản gia, lẽ ra nên như thế. Cái kia lãnh tiên sinh lại ôm một cái quyền, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Long Giật Phi khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng là một mực căng thẳng. Cái này lãnh vô thường danh xưng thần toán tử, làm người nhạy bén, chỉ sợ chỉ cần thoáng không để ý, liền sẽ bị hắn nhìn ra chút đầu mối, có lẽ trong lúc lơ đãng liền sẽ đem Tiềm Long Các bí mật toát ra đi, thật sự là cái đáng sợ nhân vật. Cho nên cho dù là 6 nhà gia chủ, gặp vị này lãnh tiên sinh lúc,
cũng muốn so gặp đương kim hoàng đế còn muốn sốt sắng đất nhiều. Hưu, lại là một tiếng xé gió vang, lại ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thả mắt nhìn đi, lại chính là U Minh Cốc cốc chủ, U Vạn Sơn. Cùng U Minh Cốc đại trưởng lão cùng đoạn một tay ngũ trưởng lão, có lẽ trong lòng phẫn nộ còn chưa tiêu tán, ngũ trưởng lão từ khi xuất hiện về sau, sắc mặt liền một mực âm trầm, chưa từng có mở giãn ra qua. Đầu tiên là đi vào Lãnh Vô Thường trước mặt bái bái, hai người hàn huyên hai câu, tiếp lấy U Vạn Sơn mới nhìn hướng Long Giật Phi, trong mắt một đạo hàn quang lóe qua, hừ, Long các chủ, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Từ lần trước đế đô từ biệt về sau, chúng ta đây coi như là lần thứ hai gặp đi. Ha ha ha, đúng vậy a, bất quá nhân sinh vô thường. Đế đô từ biệt về sau, Tiềm Long Các vẫn là Tiềm Long Các, nhưng U Minh Cốc dĩ nhiên đã không phải nguyên lai U Minh Cốc. Long Giật Phi khẽ cười một tiếng, trong mắt chế nhạo chi ý không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng cũng là đang cười nhạo U Minh Cốc, liên tiếp tổn thất hai vị đại tướng. Cái trước Cố Vân U Quỷ Thất vừa bị người giết chết, cái sau Thông Bối Cương Viên Lão Ngũ, lại bị người gỡ một cái cánh tay, chiến lực lại không bằng trước. U Minh Cốc chỉnh thể thực lực tổn hao nhiều, cũng không tiếp tục là bọn họ Tiềm Long Các đối thủ. U Vạn Sơn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên hướng về phía trước thực sự một bước, toàn thân khí thế đại phóng, hung tợn nói, Long Giật Phi, U Minh Cốc có còn hay không là nguyên lai U Minh Cốc, ngươi thử một chút thì biết. Hừ, bản các chủ còn sợ ngươi sao? Cười lạnh một tiếng, Long Giật Phi trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân khí thế cũng bỗng nhiên thả ra. Hai vị thiên huyền đỉnh phong cao thủ, khí thế chạm vào nhau, cái kia cỗ uy áp lại làm cho đế vương môn hai vị thiên huyền cao thủ cũng ngăn không được hướng sau mãnh liệt lui, đồng thời trong lòng hoảng sợ. Tuy nhiên đế vương môn chính là bảy nhà đứng đầu, nhưng là thân là Tiềm Long các chủ Long Giật Phi cùng U Minh Cốc cốc chủ U Vạn Sơn. Hai người này thực lực nhưng bây giờ không phải cải bắp, vậy mà khủng bố như vậy. Coi như tại đế vương môn bên trong, có thể áp kềm chế được hai vị này long đầu trưởng lão, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà, mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm chi thế lại khó khống chế, tựa hồ vài phút thì muốn ra tay đánh nhau. Lãnh Vô Thường lại là vội ho một tiếng, thản nhiên nói, hai vị, nơi này là đế vương môn. Chỉ là vô cùng đơn giản mấy chữ. Bên trong lại giống như có không thể kháng cự lực lượng giống như, làm cho lập tức liền muốn đại chiến hai người đồng thời trong lòng run lên, khí thế bỗng nhiên thu lại. Tiếp lấy đồng thời hướng Lãnh Vô Thường phương hướng áy náy cúi đầu, đồng nói, mời Lãnh tiên sinh rộng lòng tha thứ. Chỗ nào, chỉ là nơi này là đế vương môn địa phương, hai vị lại là ta đế vương môn khách quý. Nếu là hai vị ở chỗ này ra tay đánh nhau, Lãnh mỗ thân người vì đế vương môn đại quản gia. Nhưng là khó làm. Nếu là hai vị không phải giải quyết tư nhân ân oán, đều có thể chuyển qua nơi khác giải quyết, Lãnh mỗ người sẽ không hỏi nhiều. Lãnh Vô Thường vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng lời nói ở giữa thái độ lại cực kỳ lạnh lùng, nhìn về phía hai vị gia chủ, lại có từng tia răn dậy chi ý. Cái này khiến trong lòng hai người đều có một ít oán hận, lại cũng không dám phát tác. Dù sao phía sau hắn đại biểu là đế vương môn quái vật khổng lồ này, liền còn lại sáu nhà đều không dám tùy tiện đắc tội thế lực. Ha ha ha, nơi này thật náo nhiệt a, U Cốc chủ cùng Long Các chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này, cười to một tiếng đột nhiên vang lên, ba nói bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Người cầm đầu, là cái tóc bạc trắng lão giả, sau lưng cũng là hai vị lão giả, chỉ là một cái đầu đầy tóc đỏ, một cái đầu đầy tóc tím. Trong đồng tử đều là phát ra quỷ dị ánh sáng xanh. Dược Phương Điện điện chủ, Nghiêm Bá Công, ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái, U Vạn Sơn bất giác sủi cười một tiếng nói, chính mình điện thủ tịch luyện đan sư bị người làm thịt, người ngược lại là tâm tình rất không tệ a. Ha ha ha, U Cốc chủ chớ suy bụng ta ra bụng người. Khoát khoát tay, Nghiêm Bá Công cười nhạt tiếng nói, chúng ta Dược Phương Điện cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi suốt ngày chém chém giết giết. Mỗi một trưởng lão cũng là một phần chiến lực, mất đi tự nhiên đáng tiếc. Nhưng chúng ta Dược Phương Điện lại là lấy luyện đan làm chủ, chỉ có mạnh nhất luyện đan sư, mới có thể có đến độc thủ Dược Phương xưng hào. Thế nhưng là nếu là không có cái luyện đan sư này, chúng ta trong điện còn có rất nhiều siêu nhất lưu luyện đan sư. Cùng Nghiêm Tùng đồng dạng là thất phẩm, phần lớn là
chỉ lúc trước bị hắn một mực đè ép, hiện tại bọn hắn đoán chừng đều tại thoải mái cười to đi. Tóm lại, chúng ta không thiếu luyện đan sư. Dù sao cái kế tiếp độc thủ dược vương như cũ tại chúng ta trong điện, thiên vũ mạnh nhất luyện đan sư, cũng vẫn như cũ theo chúng ta dược vương điện đi ra. Nghiêm bá công đắc ý nhìn hai người liếc một chút, U Vạn Sơn khinh thường bĩu môi, thầm mắng một tiếng, vô tình vô nghĩa địa phương. Long Giật Phi thì là cười lạnh, lẩm bẩm nói, Nghiêm điện chủ có phải hay không quá lạc quan. Ta nghe nói Hoa Vũ lâu bách đan thịnh hội lên, độc thủ dược vương trước khi chết, thế nhưng là tại luyện đan thuật lên thua với cái kia Trác Phàm. Thiên vũ đệ nhất luyện đan sư sẽ còn theo các ngươi dược vương điện đi ra sao? Điểm này, ta nhìn chưa hẳn đi. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Nghiêm bá công tử xuất hiện đến nay, lần thứ nhất sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, hừ, nếu là cái kia Trác Phàm chết đâu? Chết người, cũng sẽ không lại cho ta nhóm dược vương điện, tranh giành cái gì thiên vũ đệ nhất đi. Cái gì, Trác Phàm? Trác Phàm cái kia ác đồ, ở đâu? Thế mà, Nghiêm bá công vừa dứt lời, một đạo kêu to liền vang vọng tất cả mọi người bên tai. Ngay sau đó, ba nói bóng người màu xanh siêu một tiếng lóe qua, một cái khuôn mặt thanh tú, lăng cốt phân minh trung niên nhân, thẳng tắp nhìn về phía lãnh vô thưởng chỗ ấy nói, lãnh tiên sinh, cái kia Trác Phàm còn không có xử lý sạch sao. Lãnh vô thường khẽ chau mày, trong lòng thầm hừ. Cái này khoái hoạt lâm thật đúng là như heo đồng đội, sợ người khác không biết chúng ta trong bóng tối tư thông có phải hay không, nhất định phải lớn tiếng như vậy nói ra. Nhưng là bây giờ không có cách nào, Long Giật Phi đã nhìn ra chút đầu mối, hai con mắt thỉnh thoảng lại hướng giữa hai người lướt qua lướt lại. Lãnh vô thường vội ho một tiếng, thản nhiên nói, lâm gia chủ đừng vội, lần này đến đây chính là muốn thương lượng, như thế nào đối phó ác đồ kia sự tình. Lâm Như Phong, nghe người ý tứ, dường như đã bắt đầu động thủ. Long Giật Phi con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, thử dò xét nói. Lâm Như Phong gật đầu một cái, không hề cố kỵ nói, đó là đương nhiên, tiểu tử này thế nhưng là giết ta khoái hoạt lâm lục trưởng lão người, há có thể để hắn sống trên thế gian. Lần này chúng ta khoái hoạt lâm, thế nhưng là ra hai tên thiên huyền ngũ trọng lấy phía trên cao thủ. Lâm gia chủ. Cái kia Trác Phàm giảo quyệt đa dạng, người khoái hoạt lâm một mình hành động, thực sự không ổn, vẫn là chờ bảy nhà hội nghị về sau, sẽ cùng nhau hành động đi. Thế mà, cái kia Lâm Như Phong còn chưa nói xong, lãnh vô thường đã là lạnh lùng ngắt lời nói. Lâm Như Phong sững sờ, như thế nào là một mình hành động đây, không còn có các ngươi tham dự sao? Thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, nhìn đến lãnh vô thường cái kia hung dữ ánh mắt, liền cũng không dám lại nói. Bất quá Long Giật Phi trong lòng dĩ nhiên đã đoán ra chân tướng sự tình, xem ra đế vương môn tại bảy nhà trước hội nghị, đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn đem Tiềm Long Các bài trừ bên ngoài. Cái này cũng thì cho thấy, đế vương môn đem Tiềm Long Các bài trừ tại tín nhiệm bảng danh sách bên ngoài. Ai, cái này nhưng là phiền phức, nếu là đế vương môn thật có nhất thống bảy nhà dã tâm, cái kia Tiềm Long Các khẳng định bị đặt ở đám đầu tiên bị trừ rơi trong danh sách. Long Giật Phi trong lòng thầm than, chỉ có thể cầu nguyện Trác Phàm tuyệt đối đừng ra chuyện, lão tử còn chờ ngươi quật khởi về sau, giúp bọn ta một chút sức lực đây, nhưng là tuyệt đối đừng nhanh như vậy thì treo a. Ha ha ha, rất lâu không có náo nhiệt như vậy, bảy nhà tập hợp cùng một chỗ, lần gần đây nhất vẫn là trăm năm trước đó đi. Đột nhiên, theo một đạo tiếng cười khẽ vang lên, một cái một mặt râu dài nho nhã trung niên nhân, tại hai tên lão giả đồng hành. Chậm rãi đi vào mọi người trước người, mà hai tên lão giả kia một trong, chính là kiếm hầu phủ đệ bát kiếm lão kiếm Tùy Phong. Kiếm Tùy Phong cùng Long Cửu liếc nhau, hai người đều là hơi hơi gật gật đầu. Sớm tại Hoa Vũ Thành, Trác Phàm đáp cầu dắt mối dưới, kiếm hầu phủ cùng Tiềm Long Các sớm đã thầm thông xã giao. Long Giật Phi nhìn thấy kiếm hầu phủ đi vào, trong mắt không khỏi sáng lên, cuối cùng đụng phải một cái đồng minh. Sau đó đuổi bước lên phía trước cười to nói, ha ha ha. Kiếm hầu phủ phủ chủ, nhất kiếm phá khung, tạ khiếu phong, kính đã lâu kính đã lâu. Tiềm Long các chủ, Tiềm Long Phi Thiên, Long Giật Phi, tại hạ cũng là cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay được đền bù thấy một lần, thực sự có phúc ba đời. Tạ khiếu phong ôm một cái quyền, cùng Long Giật Phi bốn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đều là cười to lên. Bọn họ hai vị này gia chủ,
tuy nhiên cùng thuộc Ngự Hạ Thất gia, nhưng là sinh ra cũng không có cái gì gặp nhau, đây là lần đầu gặp mặt. Trong lòng biết đối phương đều là minh hữu, không khỏi hết sức thân thiết. Lãnh Vô Thường tựa hồ nhìn ra chút gì, không khỏi mi đầu hơi hơi run run. Bảy nhà đã cơ bản đến đông đủ, xét thấy Hoa Vũ Lâu vừa mới bị cái kia ác đồ đại náo một phen, nghĩ đến không có thời gian đến đây, như vậy chúng ta thì... Ai nói ta Hoa Vũ Lâu không rảnh đến đây? Thế mà, Lãnh Vô Thường lời còn chưa dứt, một đạo trầm thấp giọng nữ chính là thình lình vang vọng tại chỗ tất cả mọi người bên tai. Ngay sau đó nhưng nghe một tiếng đụng tiếng vang, một thanh long đầu kim trượng hung hăng nện trên mặt đất. Mà nhìn thấy người này xuất hiện, tất cả mọi người trong mắt cũng bất giác bỗng nhiên co rụt lại, cho dù là Lãnh Vô Thường, sắc mặt cũng lại khó biểu hiện bình tĩnh, lộ ra một mặt kinh ngạc. Lão thái bà này, thế mà còn sống. Người đến là cái nhìn qua 40 trên dưới nở nang thiếu phụ, trên mặt không có chút nào nếp nhăn, một thân khí thế cực kỳ bá đạo, xem xét cũng là trường cư thượng vị người. Trong tay nàng chống một cái long đầu kim trượng, mỗi đi một bước, mặt đất liền đụng một tiếng nện cái kế tiếp lỗ thùng. Đồng thời, cũng để cho tại chỗ tất cả mọi người tâm, đều ngăn không được lắc một cái. Người này chính là một thân một mình lực chấn Hoa Vũ Lâu trăm năm truyền kỳ nhân vật, người xưng Mỗ Mỗ Sở Bích Quân. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong tuy nhiên mỗi người sớm đã theo Long Cửu cùng Kiếm Tùy Phong trong miệng biết được việc này, nhưng khi bọn họ tận mắt thấy vị này truyền kỳ nhân vật tái hiện giang hồ lúc, vẫn là không nhịn được trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Còn lại đám người, thì càng thêm là từng cái trợn mắt hốc mồm, giống như giữa ban ngày giống như gặp quỷ, tất cả đều là há hốc miệng ba, khó có thể tin chừng lấy phía trước. Bồi Mỗ Mỗ đến đây là Mẫu Đơn Lâu Chủ cùng Thanh Hoa Lâu Chủ, thấy tình cảnh này, không khỏi tất cả đều cao ngạo nâng đầu. Bao nhiêu năm, các nàng rốt cục có thể lần nữa dương mi thổ khí. Không, không có khả năng, người không phải chết sao? Dược Phương Điện Điện Chủ, Nghiêm Bá Công bất khả tư nghị nói. Cười lạnh, Sở Bích Quân liếc mắt nhẹ nghễ hắn liếc một chút, giọng căm hận nói, Nghiêm Bá Công, người đương nhiên hy vọng lão thân chết. Bất quá đáng tiếc, lão thân vẫn còn sống, thân thể so trước kia còn càng tốt hơn, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đột phá thần chiếu cảnh. Hừ hừ, đến thời điểm, người Dược Phương Điện những năm này đối với ta Hoa Vũ Lâu đủ loại chiếu cố, lão thân nhưng muốn một khoản trả trở về. Trong lòng không khỏi run lên. Nghiêm Bá Công sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Ai cũng biết, cái này Sở Bích Quân có thiết nương tử danh xưng, luôn luôn nói là làm. Nàng hôm nay thả này ngoan thoại, tương lai Dược Phương Điện phiền phức nhưng là không ít. Chúc mừng Sở Lâu chủ thân thể khôi phục, lại trưởng Hoa Vũ Lâu. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Lãnh Vô Thường sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, hướng về Sở Bích Quân khom người ôm một cái quyền. Sở Bích Quân vội vàng nhỏ hạ thấp người. Cung kính nói, chỗ nào, Lãnh tiên sinh khách khí, Hoa Vũ Lâu chủ một mực là khuynh thành đảm nhiệm, chỉ là Bách Gia Tranh Minh lập tức liền muốn tổ chức, lão thân liền để cho nàng trước bế quan đi. Nói cho cùng, lão thân chỉ là phụ tá chi tư thôi. Sở Lâu chủ quá khiêm tốn, người nào không biết Hoa Vũ Lâu bên trong, ngài tuy chỉ là thập ngũ lâu bên trong đệ nhất lâu chủ, nhưng cùng tổng lâu chủ cũng không quá mức khác biệt. Nếu không phải có ngài đỉnh lấy, Hoa Vũ Lâu lại có thể kéo dài đến bây giờ. Mỉm cười, Lãnh Vô Thường dị thường chân thành nói, riêng là ngài liên tiếp phụ tá ba đời lâu chủ, lại rất mực khiêm tốn, không màng danh lợi, mới thật là làm cho Lãnh Mỗ khâm phục địa phương. Sở Bích Quân khẽ gật đầu, vui vẻ hướng Lãnh Vô Thường liền ôm quyền. Lãnh Vô Thường nhạt cười một tiếng nói, chỉ là hôm nay chính là bảy nhà tập hợp thịnh hội, có thể hay không rõ lâu chủ cho Lãnh Mỗ một bộ mặt. Trước kia ân oán tạm thời để qua một bên. Ha ha ha, Lãnh tiên sinh mặt mũi, lão thân sao dám không cho. Chỉ là không biết có người, phải chăng cũng sẽ cho ngài mặt mũi này. Sở Bích Quân cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Bá Công. Nghiêm Bá Công khẽ cắn môi, ôm ôm quyền nói, đã Lãnh tiên sinh ra mặt, Nghiêm Mỗ đương nhiên sẽ không tại đế vương môn địa bàn sinh sự. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Không khỏi cười lớn một tiếng, Lãnh Vô Thường xem ở chàng tất cả mọi người liếc một chút, vùng phất ống tay áo, vào trong khẽ vươn tay, các vị, xin mời đi theo ta, môn chủ nhà ta đã đợi chờ đã lâu. Nói, liền dẫn đầu phía trước dẫn đường. Người khác chờ vội vàng đuổi theo,
Nghiêm Bá Công nhìn Sở Bích Quân liếc một chút, giận hừ một tiếng, theo sát đi lên. Sở Bích Quân cười lạnh, tại Mẫu Đơn, Thanh Hoa hai vị lâu chủ cùng đi tiến về. Chỉ là tại đi qua Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu phủ bọn người trước người lúc, lại là ngầm hiểu lẫn nhau cùng hai nhà gia chủ liếc nhau, ba người nhìn nhau cười cười. Một cử động kia, mười phần bí ẩn, không có người chú ý tới. Cũng sẽ không có người biết, ba nhà trong bóng tối liên hệ. Rất nhanh, lục đại thế gia mọi người liền được đưa tới một cái khí thế trong đại điện rộng rãi. Bên trong trưng bày một chương đường kính 10 mét bàn tròn, cũng chỉ có thất chỗ ngồi. Rất rõ ràng, đây là chỉ cấp gia chủ lưu vị trí, còn lại đi cùng trưởng lão tất cả đều đến đứng đấy. Điều này không khỏi làm những trưởng lão kia trong lòng âm thầm sinh giận, bọn họ ở gia tộc địa vị tôn sùng, cho dù là gia chủ cũng muốn đối bọn hắn lễ đãi có thừa. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này, là loại đãi ngộ này, liền chỗ ngồi cũng không cho. Sớm đã nhìn ra bọn họ tâm tư, Lãnh Vô Thường lại là coi như không nhìn thấy, chỉ là chỉ những thứ này vị trí, nhạt cười một tiếng nói, các vị, mời trước vào chỗ, ta đi trước mời môn chủ đi ra. Nói, đúng là cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ, trực tiếp theo khác một cái cửa ra rời đi. U Vạn Sơn, Nghiêm Bá Công cùng Lâm Như Phong liếc nhau, dẫn đầu chọn một chỗ ngồi xuống đi. Sở Bích Quân xem bọn hắn, ánh mắt khẽ híp một cái, dường như minh bạch cái gì giống như, cũng chọn một chỗ ngồi xuống. Đến mức đi theo mà đến trưởng lão, thì là đứng ở phía sau bọn họ. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong liếc nhau, lại nhìn xem phía sau mình hai vị trưởng lão, không biết nên lựa chọn như thế nào. Thân là gia chủ, chắc là bảo trì trong nhà trưởng lão tôn nghiêm. Phương pháp tốt nhất, cũng là để đế vương môn sau lưng bọn họ, lại thêm hai cái ghế. Dù sao trưởng lão là trong gia tộc trụ cột vững vàng, cũng không phải là nô bộc. Gia chủ ngồi đấy, người đứng đấy, gia chủ ăn, người nhìn lấy. Thế nhưng là hôm nay vị trí này bày cũng rất kỳ quặc, để hai người nhất thời không nghĩ ra. Thế mà, ngay tại hai người do dự thời khắc, một vị thân xuyên áo mãng bào màu vàng óng, toàn thân lưu quang lấp lóe đại hán mặt vuông, tại Lãnh Vô Thường cùng đi đi tới. Người này, chính là đế vương môn môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Nhìn thấy hắn đến, mọi người cùng nhau đứng lên, liền ôm quyền. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đồng dạng liền ôm quyền đáp lễ, đi vào tòa tiền ngồi xuống, còn lại người chờ lúc này mới dám ngồi xuống. Mà Lãnh Vô Thường, thì là đứng sau lưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên, đứng được như vậy tùy ý, không có chút nào lời oán giận. Dương mắt liếc nhìn mọi người một vòng, đợi nhìn đến Sở Bích Quân về sau, tuy nhiên sớm đã theo Lãnh Vô Thường trong miệng biết được, nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong mắt vẫn như cũ lóe qua một đạo dị sắc, Sở lâu chủ có thể bình yên vô sự, bản môn chủ rất là vui mừng a. Sở Bích Quân khẽ gật đầu, cảm kích nói, được môn chủ lo lắng hỏi thăm, Bích Quân thụ sủng nhược kinh a. Ai, Hoa Vũ lâu cùng đế vương môn luôn luôn giao hảo. Sở lâu chủ có thể bảo trọng thân thể, cũng là ta đế vương môn tâm nguyện. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhạt cười một tiếng, vỗ vỗ Sở Bích Quân tay ngọc. Sở Bích Quân vội vàng rút về, gương mặt lóe qua một mảnh ửng đỏ, mỉm cười gật đầu. Lưu Manh, Ngụy Quân Tử. Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa lâu chủ đều đã minh bạch hết thảy, trong lòng không khỏi thầm mắng, nhưng là bởi vì sớm đến mỗ mỗ đề điểm, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đón lấy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vừa nhìn về phía Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong, biết mà còn hỏi, Long các chủ, Tạ phủ chủ, vì sao còn không ngồi xuống, là ghế ngồi không tốt sao? Cái kia bản môn chủ lập tức khiến người ta đi đổi. Ách, không không không. Long Giật Phi lập tức khoát khoát tay, còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, lại là không trả lời thẳng, mà là có chút kỳ quái mà nói a, Lãnh tiên sinh chính là Thiên Vũ Tam Đại Chí Tinh một trong, lần này tụ hội há có thể không ghế. Long mỗ vị trí, nhường cho Lãnh tiên sinh đi. Tạ Khiếu Phong nghe xong, liền biết rõ bên trong có huyền cơ. Lần này bảy nhà tụ hội, đế vương môn như thế nào lại có như thế sơ hở, ít chỗ ngồi. Khẳng định là cố ý hành động. Mà nếu là trực tiếp hỏi ra, nhất định sẽ bên trong đối phương quỷ kế. Còn cái gì quỷ kế, hắn không rõ ràng, dù sao cũng là có âm mưu thì đúng. Nhưng giờ này khắc này, Long Giật Phi lại không có trực tiếp hỏi, lại là cố ý đem đề tài dẫn tới Lãnh Vô Thường trên thân. Đã không có ở trước mặt bác bỏ đế vương môn cách làm này, lại hỏi rõ nguyên nhân,
thật sự là cái diệu chiêu. Hắc hắc hắc, cái này Long các chủ não tử vẫn rất linh hoạt. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Tạ Khiếu Phong cũng nhanh nói ai, làm sao có thể để Long các chủ nhường ra vị trí, vẫn là đem bổn phủ chủ vị trí nhường lại đi. Không không không, để cho ta. Không, nhất định phải làm cho ta. Trong lúc nhất thời, hai người bởi vì muốn nhường chỗ tử, lại muốn ầm ĩ lên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lẳng lặng mà ngồi đang chỗ ngồi nhìn lấy, mặt không biểu tình. Lãnh Vô Thường thì là trong lòng cười lạnh một tiếng, hướng về hai người ôm một cái quyền, trên mặt lại vui vẻ cười nói, đa tạ hai vị gia chủ hảo ý, nhưng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Quân thần không được cùng bàn, cái này thất chỗ ngồi đều là cho các vị gia chủ chuẩn bị, cho dù là ta cái này đế vương môn đại quản gia, cũng thực sự không có tư cách ngồi xuống. Thì ra là thế. Cái này, trong lòng hai người rõ ràng, đây chính là đế vương chi thuật A, quân thần có khác. Liếc nhìn nhau, trong lòng hai người không sai. Lãnh Vô Thường lời nói bên trong hàm nghĩa tuy nhiên mơ hồ, nhưng là đế vương môn dã tâm lại là miêu tả sinh động. Hắn ném ra ngoài quân thần chi luật, nhìn như là đang giảng hắn cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên quan hệ, sao lại không phải đang giảng bảy nhà ở giữa quan hệ. Đến mức thất trong nhà ai là quân, ai là thần, đã là rõ ràng bày sự tình. Xem ra lần này bảy nhà tụ hội, thương lượng đối phó Trác Phàm chỉ là một cái ngụy trang, mục đích thực là muốn uy hiếp sáu nhà hướng hắn thần phục. Cái này phiền phức, nghĩ không ra đế vương môn vừa lên đến thì thẳng vào chủ đề, bọn họ lại cái kia ứng đối ra sao đâu. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong không khỏi khẽ cắn môi, mang lòng tràn đầy sầu lo, ngồi tại trên ghế ngồi. Long Cửu bọn họ thì là đứng sau lưng bọn họ, đồng dạng đầy mặt ngưng trọng. Cái này đế vương môn, là muốn mượn đối phó Trác Phàm cơ hội, nhất thống bảy nhà A. Gặp tất cả mọi người đã ngồi xuống, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mỉm cười, nhìn tất cả mọi người một cái nói, ta muốn bản môn chủ mời các vị đang ngồi tới đây mục đích, đã tương đối rõ ràng đi. Gần đây có một ác đồ Trác Phàm, nhiều lần khiêu khích ta ngự hạ thất gia uy nghiêm, theo U Minh Cốc thất trưởng lão bắt đầu. Đến bây giờ đại náo Hoa Vũ lâu, khiến Hoa Vũ thành một mảnh hỗn độn, bốn nhà cao thủ cũng bi thảm độc thủ. Bây giờ toàn bộ Thiên Vũ xem chúng ta ngự hạ thất gia làm trò hề, bảy nhà uy nghiêm không còn tồn tại. Nếu là lại để cho hắn như thế náo đi xuống, coi như một ngày nào đó giết tới chúng ta nào đó một nhà tổng bộ, cũng không kỳ lạ. Hừ, Hoa Vũ thành không phải liền là Hoa Vũ lâu tổng bộ A, hắc hắc hắc. Lúc này, Dược Phương Điện Điện Chủ. Nghiêm Bá Công phát ra một tiếng chế nhạo tiếng cười nhạo. Sở Bích Quân nhếch miệng lên, không nhường chút nào cười lạnh thành tiếng, đúng vậy a, Hoa Vũ Thành là bị huyên náo không còn hình dáng. Thế nhưng là một tòa thành trì, liền có thể đổi một cái Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư, cái kia lão thân ước gì nhiều hủy mấy cái tòa thành trì. Sở Bích Quân, người mẹ hắn đừng quá mức, Nghiêm Bá Công vỗ bàn một cái, gầm thét xuất khẩu. Sở Bích Quân cũng không nhường chút nào. Đứng dậy, hừ, là ai quá phận, đang ngồi người sáng suốt tự nhiên rõ ràng. Tốt! Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, phất phất tay nói, ngoại địch còn chưa thanh trừ, chúng ta bảy nhà tự mình ngã đánh lên, đây không phải khiến người ta thừa lúc vắng mà vào a. Ngăn cản hai người cãi lộn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới thở sâu, thản nhiên nói, cho nên ta đề nghị, lấy bảy nhà danh nghĩa, phát ra đồ ma lệnh, triệt để đem cái này tai họa ngầm tiêu diệt sạch sẽ. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi mí mắt lắc một cái, nhịn không được hít sâu một hơi. Cho dù là ngay tại cãi nhau Sở Bích Quân cùng Nghiêm Bá Công, cũng toàn đều dừng lại. Tuy nhiên bọn họ sớm đã ngờ tới, nhưng tránh thức nghe đến Hoàng Phủ Thiên Nguyên nói ra miệng, vẫn là ngăn không được chấn kinh. Đồ ma lệnh, 300 năm không dùng A. Đồ ma lệnh, chính là bảy nhà có thể so với Hoàng Thất một loại chí cao mệnh lệnh. So với Hoàng Thất liên lụy cửu tộc cũng kém không nhiều lắm, thậm chí tàn nhẫn trình độ, còn hơn. Cho dù là đắc tội Hoàng đế, nhiều nhất liên lụy cửu tộc, lại sẽ không lan đến gần ngoại nhân. Nhưng đồ ma lệnh lại là đối mục tiêu nhân vật mỗi thời mỗi khắc tiến hành tuyệt sát mệnh lệnh. Ngự hạ thất ra tất cả chiến lực, bao quát toàn bộ cung phụng đều đồng loạt xuất động vây quét. Phàm là mục tiêu nhân vật xuất hiện qua địa phương, hết thảy tuyệt sát diệt tận. Mục tiêu nhân vật xuất hiện tại một thôn trang, liền toàn bộ thôn trang giết sạch, mục tiêu nhân vật xuất hiện tại một thành trì, mặc kệ cái này thành trì quy mô bao lớn,
cũng hết thảy đồ giết sạch. Lấy làm đến tất cả mọi người ở trong sợ hãi, cam tâm tình nguyện đối mục tiêu nhân vật triển khai vây giết, làm đến mục tiêu nhân vật tại toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc bên trong, đều không lối ra. Như chuột chạy qua đường giống như, người người kêu giết. Cứ tiếp như thế, mỏi mệt suy sụp phía dưới, mục tiêu nhân vật rất nhanh liền sẽ bởi vì thời gian dài bị vây bắt, thể lực chống đỡ hết nổi mà cuối cùng chết. Có xét thấy cái này, đồ ma lệnh phát động, nhất định phải 7 nhà gia chủ đồng thời tán thành mới được. Chỉ cần có một nhà không tham dự, vậy liền tương đương với đối hoàng thất đi quá giới hạn hành động, lấy mưu phản luận xử. Thế nhưng là giờ này khắc này, đừng nói Trác Phàm chỉ là giết tứ gia nhân, cùng U Minh Cốc cái này 4 nhà không đội trời chung. Cho dù là hắn thật giết toàn 7 nhà người, đối địch với 7 nhà, vì thế thì xuất động đồ ma lệnh, lại là quá mức tàn bạo. Phải biết, đồ ma lệnh phía dưới, bị chết phần lớn là người vô tội. 300 năm trước, nếu không phải tiểu quái vật kia thực sự quá khó chơi, 7 nhà cũng sẽ không nhất trí đồng ý, xuất động đồ ma lệnh. Thế nhưng là lần này, Trác Phàm vẫn chỉ là cái đoán cốt cảnh, cần phải ra dạng này độc chiêu a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chau mày, trong lòng suy nghĩ lấy cái gì? Các vị, các ngươi ý như thế nào? Hoàng Phủ Thiên Nguyên quét mọi người liếc một chút, khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói. U Vạn Sơn, Nghiêm Bá Công bọn người liếc nhìn nhau, đều là gật đầu nói, chúng ta đồng ý môn chủ đề nghị, giải quyết tiểu tử này, cấp bách. Long Giật Phi thì là lông mày nhíu chặt thành một cái vấn đề, lẩm bẩm nói thế nhưng là. Hiện tại thì vận dụng đồ ma lệnh, quá mức đi. Dù sao cứ như vậy, Thiên Vũ đại động, hoàng thất bên kia cũng không tiện bàn giao. Huống hồ 300 năm trước tiểu quái vật kia thực lực, căn bản không phải hiện tại Trác Phàm có thể so sánh. Vì hắn vận dụng đồ ma lệnh, làm sao cũng nói không thông a. Tạ Khiếu Phong cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Hừ, Long Các chủ đương nhiên sẽ nói như vậy. Nhớ ngày đó Tiềm Long Các đều nguyện ý vì tiểu tử kia tranh luận, chắc hẳn sớm đã cùng cái kia ác đồ có liên hệ, hiện tại đương nhiên nói đỡ cho hắn. U Vạn Sơn cười lạnh một tiếng, tà dị nói. Long Giật Phi hai mắt ngưng tụ, mắng to lên tiếng, U Vạn Sơn, người chớ có ngậm máu phun người. Lúc trước Phong Lâm Thành sự tình, các ngươi chết hai cái trưởng lão, chúng ta cũng không biết bên trong ngọn nguồn. Thì coi như chúng ta nói không phải chúng ta làm, các ngươi sẽ tin sao? Hừ, vậy còn không bằng chúng ta đem việc này ôm lấy đến, miễn cho người khác nói chúng ta Tiềm Long Các sợ các ngươi. Làm sao hiện tại, liền thành thay cái kia Trác Phàm tranh luận? Hắc hắc hắc, có phải hay không tranh luận, trong lòng các ngươi rõ ràng. Lúc trước Phong Lâm Thành nhưng là các ngươi địa bàn, chẳng lẽ bên trong phát sinh sự tình, các ngươi hội không rõ ràng? Ha ha ha. Biết rõ đó là chúng ta địa bàn, các ngươi còn dám phái trưởng lão đi vào, sống được không bao lâu. Ngươi nói cái gì? U Vạn Sơn vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên, Long Giật Phi cũng là không hề nhượng bộ chút nào đứng lên đối mặt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, giận hừ một tiếng. Chỉ là cái này hừ một cái, lại là chấn thiên hoàn toàn. U Vạn Sơn cùng Long Giật Phi nhưng cảm giác màng nhĩ chấn động. Ở ngực liền giống như bị một khối cự thạch ngàn cân đè xuống giống như, tố đến không thở nổi. Đồng thời trong lòng hoảng hốt, cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên thực lực vậy mà mạnh đến nỗi này. Tuy nhiên đều là thiên huyền đỉnh phong, nhưng là bọn họ cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên so ra, lại là ngày đêm khác biệt. Không còn dám ra một tiếng, hai người lẫn nhau giận đối liếc một chút, liền chậm rãi làm ngồi xuống. Đối xử lạnh nhạt quét quét hai người. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thản nhiên nói, nơi này là đế vương môn, mời hai vị tự trọng. Không khỏi hơi hơi ôm một cái quyền, hai người mặt hiện lên áy náy chi sắc, nhưng trong lòng là có chút dè chừng sợ hãi. Sở lâu chủ, người ý kiến như thế nào? Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vừa nhìn về phía Sở Bích Quân, nhẹ giọng cười nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Sở Bích Quân trong lòng suy nghĩ một chút, cười khẽ một tiếng, môn chủ đề nghị. Bích Quân đương nhiên giơ hai tay tán thành. Trác Phàm cái này ác đồ, hủy ta Hoa Vũ lâu, thực sự cái kia nhanh chóng trừ rơi. Nghe được lời này, Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn sang. Uy, mỗ mỗ, chúng ta đồng minh đây, người không biết phản bội đi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng là có chút kỳ dị liếc nhìn nàng một cái,
tựa hồ không nghĩ tới nàng hội sảng khoái như vậy đáp ứng. Thế nhưng là rất nhanh, Sở Bích Quân lại cau mày, một mặt lo lắng nói, thế nhưng là môn chủ, đã muốn phát động đồ ma lệnh, ngài nhưng là nhất định muốn nhanh điểm đâu, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem tiểu tử kia trừ rơi. Phải biết, tiểu tử kia trên tay còn có chúng ta Hoa Vũ lâu trấn lầu chi bảo, bồ đề tu căn. Nếu là đem hắn bức gấp, tiểu tử kia đem cái kia bảo bối ăn, tăng cường thể lực, chúng ta Hoa Vũ lâu nhưng là tổn thất nặng nề. Không khỏi bỗng nhiên giật mình, Sở Bích Quân lời này tựa hồ thoáng cái đâm trọt trái tim hắn bên trong. Hoàng Phủ Thiên Nguyên con người đi loanh quanh, thở dài ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía chúng nhân nói ai, trải qua lão phu cân nhắc lại lượng, đồ ma lệnh sự tình vẫn là quên đi, quá sinh linh đổ thán. Ân, a, U Vạn Sơn bọn người vừa còn vô ý thức gật gật đầu, nhưng là rất nhanh liền phát giác không thích hợp, một mặt kinh dị nhìn về phía hắn. Ta nói môn chủ, ngài lúc trước không trả thông báo chúng ta, hết thảy lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Thế nhưng là chúng ta làm như thế, liền đồ ma lệnh như thế táng tận lương tâm đề nghị đều duy trì ngài, nhưng là ngài tại sao lại lật lọng, chính mình hủy bỏ, đây không phải đem chúng ta cho xuyên a? Nhìn lấy bốn người kia kinh nghi ánh mắt, Hoàng Phủ Thiên Nguyên coi như không nhìn thấy, lại thở sâu, một mặt trách trời thương dân nói, vừa mới bản môn chủ đề nghị đồ ma lệnh. Thực là muốn nhìn một chút chư vị gia chủ có hay không nhân từ chi tâm. Phải biết, ta bảy nhà chính là thiên vũ mạnh nhất thế gia, làm lên làm gương mẫu tác dụng. Cộng đồng gánh vác, thiên vũ yên ổn chi trách, nếu như một cái nho nhỏ trác phàm, thì để cho chúng ta vì lợi ích một người, vận dụng đồ ma lệnh như thế cực kỳ tàn ác thủ đoạn, có phải hay không quá tùy hứng một chút. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong gấp vội vàng gật đầu, biểu thị tán đồng, khắp khuôn mặt là ý cười. Tuy nhiên bọn họ không biết cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên vì sao thoáng cái thái độ cải biến, nhưng cái này chính hợp bọn họ tâm ý. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bá Công bọn người, thì là gương mặt nhịn không được hung hăng co lại. Nhìn lấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái kia một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, kém chút một miệng lão huyết phun ra. Nãi nãi, đây không phải đùa nghịch chúng ta à? Chẳng lẽ ngài sớm thông báo chúng ta mục đích, chính là muốn để cho chúng ta dùng chúng ta bị ổi? Phụ trợ ngài quang vinh vĩ đại chính xác. Mẹ ngươi, đế vương môn cũng quá không phải thứ gì, có khi dễ như vậy người a. U Vạn Sơn bọn người liếc nhìn nhau, tất cả đều là một bộ nuốt một cái sống con ruồi bộ dáng, muốn nuốt nuốt không trôi, muốn ói nhả không ra, rất biệt khuất. Đón lấy, mọi người lại thương thảo một chút như thế nào đối phó trác phàm phương pháp, liền không phải. Hoàng Phủ Thiên Nguyên mời các nhà gia chủ, về trước phòng trọ nghỉ ngơi. Chỉ là tại Sở Bích Quân lúc rời đi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía nàng ánh mắt, lại là tinh quang nhấp nháy. Lão thái bà này, y nguyên bảo đao bất lão a. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, nơi này chỉ còn hắn cùng Lãnh Vô Thường lúc, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở sâu, sâu xa nói. Đạm mạc gật đầu, Lãnh Vô Thường cười nói, đúng vậy a, đánh rắn đánh bảy tấc. Lão thái bà này liếc mắt liền thấy ngài xương sườn mềm. Mấy câu liền để ngài bỏ đi đồ ma lệnh dự định, cũng thực sự khó được. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, Hoa Vũ lâu tuy là bảy nhà yếu nhất, nhưng cái này Sở Bích Quân nhưng bây giờ khó đối phó, so với Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong hai người, muốn khó làm đến nhiều. Đúng vậy a, lão thái bà này một phục sinh, Hoa Vũ lâu lại thành một khối khó gặm xương cốt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng lúc này, U Vạn Sơn thân ảnh bốn người lại xuất hiện tại cửa đại điện, đúng là chờ Long Giật Phi bọn họ sau khi đi, lại đi mà quay lại. Tựa hồ sớm đã ngờ tới bọn họ hội trở về, Lãnh Vô Thường nhìn lấy bốn người nghi hoặc sắc mặt, hơi hơi khoát khoát tay, cười nói, các vị, ta hoàn toàn rõ ràng trong lòng các ngươi lo nghĩ. Bất quá xin các vị yên tâm, chúng ta đế vương môn đối các vị không có chút nào ác ý. Vừa mới chẳng qua là chúng ta môn chủ, nhất thời hưng khởi. Thay đổi chủ ý mà thôi. Không khỏi giật mình, U Vạn Sơn bọn người nhìn về phía Lãnh Vô Thường, càng thêm bội phục, cùng nhau cúi đầu. Tiên sinh không hổ là thần cơ diệu toán, chúng ta cái này điểm tâm nghĩ, hoàn toàn chạy không khỏi tiên sinh pháp nhãn cái nào. Chỗ nào, các vị quá khen, Lãnh Mỗ chỉ bất quá thiện xem xét nhân tâm thôi. Hơi hơi khoát khoát tay, Lãnh Vô Thường không khỏi nhạt cười một tiếng. Thế nhưng là, Lãnh tiên sinh, môn chủ,
vậy chúng ta đến tột cùng nên như thế nào đối phó cái kia Trác Phàm đâu? U Vạn Sơn nhướng mày, mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ U Minh Cốc cùng Trác Phàm cửu oán sâu nhất, oán hận chất chứa lâu nhất, cho nên đối Trác Phàm chết, cũng cấp thiết nhất. Nhưng là nghe được lời này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường liếc nhau về sau, lại cùng nhau cười to lên. Ha ha ha, U Cốc Chủ, uổng cho ngươi là một cốc chủ, một cái mồm còn hôi sữa, lại để ngươi kinh hoàng như thế, thực sự có sai lầm bảy nhà phong phạm. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, khinh thường bĩu môi. Lãnh Vô Thường thì là trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, U Cốc Chủ, chúng ta không phải đã phái ra người đi ngăn cản hắn sao? Thế nhưng là, nếu là thất bại đâu? Không phải liền là vì thế, chúng ta mới phải xuất động đồ ma lệnh sao? U Vạn Sơn không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn người người cũng là như thế. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khinh thường bĩu môi, chỉ là một cái đoán cốt cảnh tiểu tử, lại sao xứng với xuất động đồ ma lệnh. Tiểu tử này chỉ là lý do mà thôi, cái kia đồ ma lệnh có khác công dụng. U Vạn Sơn bốn người nháy mắt mấy cái, trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc. Lãnh Vô Thường thì là khoát khoát tay, dị thường chấn định mà nói, tuy nhiên tại hạ đối tiểu tử kia nắm giữ tình báo không nhiều, nhưng là ba nhà chúng ta đều ra hai vị trưởng lão, hết thảy sáu vị thiên huyền cao thủ. Xử lý tiểu tử kia tỷ lệ, tại hơn chín thành. Hiện tại, thì tất nhiên là 100%. Há, vì sao Lãnh tiên sinh thoáng cái như thế chắc chắn chứ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên lông mày nhíu lại, cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Lãnh Vô Thường khóe miệng hơi vểnh, sâu xa nói, bởi vì tại hạ vừa mới biết được, chúng ta bên trong khách tỏa cung phục, Lệ Kinh Thiên cũng xung phong nhận việc đuổi theo. Hắn đuổi theo, làm gì? Hoàng Phủ Thiên Nguyên sững sờ, lẩm bẩm nói. Còn có thể thế nào, chắc là nghe nói Hoa Vũ Thành trận đại chiến kia, đến cướp đoạt Trác Phàm trên thân công pháp đi. Cái kia võ si, cũng chỉ có ngộ lên loại chuyện này, mới bằng lòng dốc sức. Hừ. Thân là đế vương môn khách tọa cung phục, đã tu luyện hoàng cực bá thể quyết, còn băn khoăn nhà khác công pháp, thật sự là buồn cười. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện ra tia chút bất mãn. Lãnh Vô Thường lại là thờ ơ khoát khoát tay, thì tính sao, dựa theo Lệ lão bản tính, cầm tới công pháp sau tất nhiên đem tiểu tử kia trừ. Tiểu tử kia, đã là xác định hẳn phải chết người. Nghe được lời này. U Vạn Sơn bọn người bất giác cùng nhau ánh mắt sáng lên, đều là cười to lên. Bị một cái thần chiếu cao thủ để mắt tới, cái kia Trác Phàm coi như có bản lĩnh ngất trời, đâu còn có không chết đạo lý. Thế nhưng là, nếu để cho bọn họ biết, vị này thần chiếu cao thủ hấp tấp đi sát nhân đoạt bảo, kết quả người không có giết, ngược lại chính mình cũng bị lôi vào, bị người ta thu phục. Đoán chừng liền xem như Lãnh Vô Thường, cũng phải cả kinh tròng mắt đều sẽ rơi ra đi. Mặt khác, thế mà, U Vạn Sơn bốn người còn chưa kịp vì Trác Phàm chết vỗ tay khen hay, một người làm quan cả họ được nhờ, đoạn một tay U Minh Cốc ngũ trưởng lão hai mắt, cũng còn không có chảy ra đại thù đến báo kích động nước mắt, Lãnh Vô Thường dĩ nhiên đã liếc bốn người liếc một chút, thản nhiên nói, Phong Lâm Thành chỗ đó, các vị cũng nên hành động đi. Ách, chỉ một thoáng, bốn người nụ cười tất cả đều cứng ở trên mặt, U Vạn Sơn cơ giới chuyển qua đầu. Rực rỡ cười nhìn hai người một cái nói, môn chủ, Lãnh tiên sinh, chúng ta phái người giữ vững Phong Lâm Thành, không phải liền là vì trừ rơi Trác Phàm a. Hiện tại Trác Phàm đã hẳn phải chết không nghi ngờ, còn động cái chỗ kia làm gì? Hồ đồ! Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Trác Phàm là từ nơi đó đi ra, chẳng lẽ các ngươi có thể bảo chứng, chỗ đó sẽ không ra đến cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cái thứ 10 Trác Phàm sao? Đến thời điểm lại là phiền phức, không bằng thừa cơ đem chỗ đó san thành bình địa. Lại nói. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngữ khí bỗng nhiên biến đến sát phạt lăng lệ, bản môn chủ nói ra miệng lời nói, lúc nào thu hồi qua. Người nhà vừa mới chẳng phải thu hồi a? Lạnh không khỏi đánh cái dùng mình, U Vạn Sơn bốn người trong lòng oán thầm, nhưng là trên mặt cũng không dám lại có dị nghị, hướng Hoàng Phủ Thiên Nguyên hai người lại bái bai về sau. Liền vội gấp lùi ra ngoài đi. Chúng ta cái này đi gửi thư tín, để bọn hắn động thủ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hài lòng gật đầu, U Vạn Sơn bọn họ liền lui ra ngoài, hướng nơi xa đi đến. Chờ bốn người đều đến một chỗ trống trải vị trí lúc,
U Vạn Sơn mới mạnh mẽ giẫm chỗ, gầm thét lên tiếng, cái này đế vương môn thứ gì, rõ ràng là bắt chúng ta làm thương súng, làm. Đúng vậy a, cái kia Phong Lâm Thành chính là hoàng thất 2 năm trước thiết chí cấm địa. Hắn đế vương môn muốn dò xét một chút hoàng thất phòng tuyến cuối cùng, chính mình không dám đi, lại để cho chúng ta xông pha chiến đấu, đi giẫm cái này lôi, thực sự đáng giận. Nghiêm Bá Công vuốt vuốt tức giận đến bên ngoài vểnh lên tròng râu, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Như Phong cau mày, mặt hiện sầu lo, thấp thỏm nói, thế nhưng là. Chúng ta không đi làm, liền đắc tội đế vương môn. Nếu là làm, có khả năng đưa tới hoàng thất trả thù. Lưỡng nan phía dưới, nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cúi đầu ai thán. Coi như hoàng thất hiện tại là cái con cọp giấy, tại không biết rõ nó phòng tuyến cuối cùng tình huống dưới, cái kia cái mông cũng là mò khó lường. Nếu là vạn nhất thật chạm đến cái kia con cọp giấy mạch môn, con hổ kia xoay người khẽ cắn, lộ ra là cương nha thiết chảo, bị cắn đầu rơi máu chảy thế nhưng là bọn họ ba nhà. Đến lúc đó đế vương môn nhất định trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hắn nãi nãi, đáng chết đế vương môn. Ba người trong lòng đều ào ào thống mạ, lại là không có người nào dám ngay ở Hoàng Phủ Thiên Nguyên mặt cự tuyệt. Ngũ trưởng lão trầm ngâm một chút, nhìn về phía U Vạn Sơn nói, cốc chủ, tục ngữ nói, hai hại tướng quyền lấy nhẹ. Cái này động Phong Lâm Thành, hoàng thất bên kia sẽ như thế nào, chúng ta tạm thời lại không biết. Thế nhưng là như tuân đế vương môn ý, lấy cái kia Hoàng Phủ Thiên Nguyên tính khí, thế nhưng là không dễ chọc a. Trong lòng bất giác run lên, ba vị gia chủ liếc nhìn nhau, đều là thở dài, hơi hơi gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có đánh cược một keo. Trong mắt hơi híp, U Vạn Sơn hung hăng khẽ cắn môi, thì đánh bạc hoàng thất hiện tại mềm nhũn, căn bản không dám đụng đến chúng ta. Vừa dứt lời, U Vạn Sơn xuất ra một cái xanh thẻ ngọc màu xanh lục, trong tay ấn quyết liên tục, ngọc giản liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra, đi Phong Lâm Thành truyền tin. Còn lại hai vị gia chủ liếc nhau, cũng là phân biệt xuất ra hai cái ngọc giản, truyền đi. Nhìn đến ba đạo lưu quang tại khóa trên tòa Long Thành chạy không tải lập tức trôi qua, mới vừa đi ra đại điện ngoài cửa Lãnh Vô Thường, khóe miệng nhếch lên một cái hơi hơi đường cong. Xem ra ba tên kia, tuy nhiên đoán đến lão phụ ý đồ, nhưng cũng không dám không làm a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ cười một tiếng, đi vào Lãnh Vô Thường bên người, trong mắt chớp động lên không hiểu tinh quang. Hơi gật đầu, Lãnh Vô Thường cười nhạt tiếng nói, cái kia ba vị gia chủ nếu là ba nhà đứng đầu, liền cũng không phải ngu xuẩn người, làm thế nào có thể không rõ môn chủ chân ý. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng tại cân nhắc được mất, cuối cùng lựa chọn môn chủ bên này. Xem ra hoàng gia uy thế, tại bảy nhà trong mắt, sớm đã hầu như không còn. Đúng vậy a, đi qua ngàn năm rửa sạch, bảy nhà ngày mạnh, hoàng gia yếu dần. Thẳng đến hoàng đế đương triều, càng là ngàn năm qua mềm yếu nhất chi đế, thật sự là chúng ta khởi sự đại thời cơ tốt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra hiếm có bá khí, chỉ cần lần này Phong Lâm Thành chiến dịch, hoàng thất bên kia còn không động tĩnh. Vậy bản tọa liền có thể gióng trống khua chiêng bắt đầu đồ ma lệnh, bài trừ đối lập, đem bảy nhà đuổi vừa thu lại, sau cùng chấp trưởng toàn bộ thiên hạ. Ha ha ha, đến lúc đó bảy nhà về vừa hết sức, thế to lớn, cho dù tứ trụ cũng không làm gì được. Vô Thường ở đây, muốn sớm cung chúc môn chủ, vinh đăng ngôi hoàng đế. Lãnh Vô Thường hướng về Hoàng Phủ Thiên Nguyên phương hướng, thật sâu cúc khom người. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng. Lòng tràn đầy vui vẻ, đem Lãnh Vô Thường đỡ dậy nói, Lãnh tiên sinh đệ nhất tướng tài, lại cam nguyện khuất tại đế vương môn vì một quản gia, phụ trợ bản môn chủ thành tựu cái thế bá nghiệp. Bản môn chủ trước mắt hướng tiên sinh ưng thuận hứa hẹn, đợi ngày sau leo lên hoàng vị thời khắc. Tứ trụ đứng đầu, thừa tướng chi vị, làm trừ tiên sinh ra không còn có thể là ai khác. Nhiều tạ môn chủ nâng đỡ. Lãnh Vô Thường lại bái bai, trong mắt lóe lên một đạo hy vọng chi sắc. Chờ Lệ lão giết Trác Phàm, đem Bồ Đề tu căn mang về, Lãnh Mỗ liền lập tức trợ môn chủ tu luyện Cửu Long Kim Cương thân. Đến lúc đó, cho dù là hoàng thất ngũ đại hộ long thần vệ, cũng lại không làm gì được môn chủ. Đây mới thực sự là chấp trưởng thiên hạ, không người có thể đụng. Há, Lệ lão một cái võ si, hắn sẽ đối với cái này thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú. Sẽ không cho bản môn chủ trực tiếp ném đi.
Ha ha ha, môn chủ nói giỡn, Lệ lão chỉ là võ si, lại không phải ngu ngốc, như thế nào đem như thế bảo vật vứt bỏ. Tự nhiên sẽ mang về, mà lại lấy Lệ lão thần thông, cái kia Trác Phàm cũng căn bản không có cơ hội tổn hại bảo vật này một phân một hào, cho nên môn chủ cứ yên tâm đi. Lãnh Vô Thường nhẹ nhàng khoát khoát tay, cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếc nhau, hai người đều là cười to lên. Dường như thiên hạ, đã nắm trong tay hai người. Một phương diện khác, Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong cùng Sở Bích Quân bọn người, đánh vừa ra khỏi cửa bên ngoài, liền tìm cái không có người địa phương, lại tập hợp một chỗ. Long Giật Phi lúc này hướng Sở Bích Quân làm một lễ thật sâu, cung kính nói, mỗ mỗ, cái này đế vương môn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, còn xin chỉ giáo. Lúc này, Tạ Khiếu Phong cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía hắn. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết đế vương môn vừa mới hội nghị có mở ám, nhưng lại nhìn không ra bên trong đến tột cùng. Mỗ mỗ ai thán một tiếng, nhìn hai người liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, Long các chủ, Tạ phủ chủ, ba nhà chúng ta đã đồng minh, lão thân thì có lời nói thẳng. Vừa mới đánh ngay từ đầu, hai vị chỉ sợ cũng đã lên Hoàng Phủ Thiên Nguyên tất xóa tên đơn hàng ngũ. Cái gì? Hai người không khỏi giật mình, tuy nhiên đã trong lòng có suy đoán. Nhưng thật nghe đến vị này thất trong nhà phong vân nhân vật, mỗ mỗ xác nhận về sau, vẫn là ngăn không được trong lòng lắc một cái. Nhìn lấy hai người bộ dáng, Sở Bích Quân thở sâu, lẩm bẩm nói, lão thân cả đời cùng sáu nhà gia chủ liên hệ, có thể nói các ngươi sáu nhà tác phong làm việc, lão thân tâm lý nhất thanh nhị sở. Liền lấy mới vừa tiến vào đại điện chỗ ngồi tới nói, ngươi cho rằng đó là Lãnh Vô Thường tại gõ đánh các ngươi quân thần chi đạo. Để cho các ngươi lấy đế vương môn như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người sững sờ, cùng nhau hỏi. Khẽ than lắc đầu, Sở Bích Quân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một đạo thâm thúy ánh sáng, thực vừa mới khảo đề thì một đạo, phục tùng. Phục tùng. Không sai, đế vương chi thuật căn bản, cũng là chỉ người chi thuật. Sau cùng quy kết làm hai chữ, cũng là phục tùng. Vừa mới chúng ta tiến vào đại điện, tất cả không có ngoại lệ lộ ra hai chữ này. Sở Bích Quân tròng mắt hơi híp, cười lạnh thành tiếng, cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên rất là cuồng ngạo, hắn chỉ cần phục tùng người khác là được. Chỗ lấy các ngươi đi vào nhìn thấy vị trí, hắn an bài thế nào, các ngươi làm sao ngồi liền tốt, tuyệt đối đừng có bất kỳ dị nghị gì. Coi như Long các chủ vừa mới thể hiện ra một điểm nhỏ thông minh, nhưng trong mắt hắn, đồng dạng là không phục tùng biểu hiện. Được xếp vào nhóm đầu tiên thanh trừ trong danh sách. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Long Giật Phi vạn vạn không nghĩ đến, đế vương môn vậy mà bá đạo đến tận đây. Đối cùng là bảy thế gia còn lại gia tộc, yêu cầu như thế khắc nghiệt. Tạ Khiếu Phong cũng là thật sâu nhíu mày, khẽ gật đầu, dường như minh bạch cái gì, khó quái mỗ mỗ vừa mới một mực theo hắn lời nói giảng, thì ra là thế. Như thế tới nói, Hoa Vũ Lâu tại cái kia diệt trừ đối tượng bên trong. Chắc là bị hắn hàng ở phía sau đi. Hẳn là dạng này. Sở Bích Quân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, bây giờ hắn muốn bổ đề tu căn, hắn tưởng rằng tại Trác Phàm trên thân, lão thân vừa mới lại một mực biểu hiện cực kỳ thuận theo. Lấy hắn góc độ nhìn, Hoa Vũ Lâu hẳn là sẽ xếp tại hai vị chỗ ở gia tộc về sau tới đối phó. Tạ huynh, cứ như vậy, chúng ta nhưng muốn chặt chẽ cảnh giác. Không khỏi cười khổ một tiếng. Long Giật Phi nhìn về phía Tạ Khiếu Phong nói. Tạ Khiếu Phong cũng hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước cùng Hoa Vũ Lâu kết minh, bọn họ vốn là dự định làm trong bóng tối tương trợ người. Lại không nghĩ tới bây giờ, biến thành sông pha chiến đấu. Từ hậu viện biến thành tiên phong, bọn họ áp lực trong nháy mắt thì lớn. Dường như đế vương môn một đôi độc mắt, tại lúc nào cũng gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá, trong lòng bọn họ lại là bội phục hơn vị này thiết nương tử. Hoa Vũ Lâu vẫn là ban đầu Hoa Vũ Lâu, chỉ là vị này thiết nương tử phục sinh, liền trong nháy mắt thay đổi càn khôn, đem Hoa Vũ Lâu theo đế vương môn đệ nhất mục tiêu đả kích, xuống đến vị thứ ba, cũng thật sự là đáng quý. Ngược lại là bọn họ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, Sở Bích Quân hung hăng gõ một chút long đầu kim trược, nghiêm túc nói, hai vị gia chủ. Các ngươi đừng tưởng rằng là thay Hoa Vũ Lâu cản lần này tai nạn, có các ngươi ở phía trước cản trở, Hoa Vũ Lâu có thể tạm thời không lo. Trên thực tế, ba nhà chúng ta đã ngồi tại trên một cái thuyền.
Bất luận cái gì một nhà gặp nạn, còn lại hai nhà hủy diệt cũng là sớm muộn sự tình. Nghe được lời này, hai người không khỏi nghiêm sắc mặt, cung kính cúi đầu, mỗ mỗ lấy đại cục làm trọng, chúng ta hổ thẹn. Tốt, hiện tại chúng ta là chân chính minh hữu, kẻ cầm đầu, cần phải là như thế nào ngăn cản đế vương môn tiến lên hành trình. Sở Bích Quân khoát khoát tay, dị thường đại khí đắc đạo, vừa mới nghe hắn ý tứ, tựa hồ có ý khởi xướng đổ ma lệnh. Chỉ sợ ý không tại Trác Phàm tiểu quỷ kia, mà là ở đảo loạn thiên vũ cục thế, thừa cơ chiếm đoạt còn lại 6 nhà. Bất quá lão thân biết rõ hắn một mực tại hồ bồ đề tu căn, cố ý để điểm, mới khiến cho hắn bỏ đi suy nghĩ. Bất quá cũng không có khả năng lâu dài, chờ cái kia Trác Phàm vừa chết, hắn bồ đề tu căn tới tay, đồ ma lệnh tất nhiên lại nổi lên. Thế nhưng là, Trác Phàm vừa chết, đồ ma lệnh liền không có lý do gì phát động a. Long Giật Phi sửng sốt nói. Hồ đồ. Mỗ mỗ gõ lại một chút kim trượng, quát lạnh nói, đồ ma lệnh phát động, sớm đã cùng Trác Phàm không có quan hệ gì, tiểu tử này chẳng qua là một lý do thôi. Coi như Trác Phàm chết, chỉ cần đối với hắn tin chết giữ kín không nói ra, y nguyên có lý do này. Lão thân cho rằng, đế vương môn hiện tại đã phái ra cao thủ truy sát tiểu tử kia. Lại có Lãnh Vô Thường cái này thần toán tử ám trợ, tiểu tử này hiện tại đoán chừng đã là giữ nhiều lành ít. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong nghe đến liên tục gật đầu, trong lòng một trận xấu hổ. Đây chính là Thiết Nương Tử A, thật sự là danh bất hư truyền, một cỗ phong độ đại tướng, mảy may mày liễu không nhường mày dâu. Bọn họ hai cái này gia chủ, tại cái này lão tiền bối trước mặt, đơn giản là như hai cái hài đồng giống như, chỉ có thể nghe điều khiển. Hiện tại, đế vương môn chỉ còn mò chuẩn hoàng phòng tuyến cuối cùng, liền có thể không chút kiêng kỵ phát động đồ ma lệnh. Mà cái này phòng tuyến cuối cùng, ngay tại Phong Lâm Thành. Sở Bích Quân ánh mắt ngưng tụ, quát to, chúng ta không biết hoàng thất đối Phong Lâm Thành thái độ như thế nào, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ, tuyệt không thể để bọn hắn tại Phong Lâm Thành động lạc ra. Thanh Nhi, mẫu đơn, các ngươi hiện tại đi nói với Hoàng Phủ Thiên Nguyên một tiếng, liền nói lão thân cùng Long Các Chủ, Tạ Phủ Chủ ba người, trong nhà có việc gấp xử lý, rời đi trước. Vâng. Mẫu đơn lâu chủ hai người liền ôm quyền nói. Đón lấy, Sở Bích Quân nhìn về phía Long Giật Phi hai người nói, hiện tại chúng ta lập tức gấp đuổi Phong Lâm Thành, bọn họ khẳng định tại nơi đó đã làm chuẩn bị, hy vọng có thể tới được đến. Ách, mỗ mỗ, ba nhà chúng ta cùng một chỗ hành động, có thể hay không? Quản chẳng phải nhiều, đối với Long Giật Phi do dự, Sở Bích Quân lại là không chút do dự vung tay đánh gãy, cái kia Lãnh Vô Thường khôn khéo hơn người. Ba nhà chúng ta liên minh cũng giấu giếm không bao nhiêu thời gian, không bằng như vậy công chư thiên dưới, làm việc cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Cũng tốt để bọn hắn nhìn xem, ba nhà chúng ta một thể, không dễ dàng đối phó như vậy, bọn họ cũng sẽ có điều cố kỵ. Vừa dứt lời, Sở Bích Quân liền dẫn đầu bay lên trên không. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong liếc nhau, đều là liên tục cười khổ. Vị này Thiết Nương Tử, cũng quá mẹ hắn nhanh chóng quyết đoán. Bọn họ hai cái này gia chủ, căn bản không có chút nào xen vào chỗ chống a, chỉ có thể đi theo tại cái mông người ta đằng sau hành sự. Thật sự là quá biêu hãn. Mà cùng lúc đó, Phong Lâm Thành bên ngoài, ba đạo thân ảnh cũng chậm rãi rơi vào trên đỉnh núi. Lão tử, trở về. Thở sâu, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn ra xa Phong Lâm Thành, riêng là Hắc Phong Sơn phương hướng, trong lòng một trận than thở. Lúc trước vì lạc gia an nguy, hắn cái này đại quản gia vừa đi thì hơn 2 năm, cũng không biết mấy ngày này lạc gia như thế nào, lão bàng tu luyện ma sát quyết, đến tột cùng luyện đến thế nào, có thể hay không luyện chết. Tới gần gia môn, Trác Phàm ngược lại cảm thấy suy nghĩ càng nhiều. Hắn không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, vậy mà đối lạc gia nhiều nhiều như vậy lo lắng. Lệ lão, ngài không có hống chúng ta à, đế vương môn thật không có phát động đồ ma lệnh. Độc thủ Dược Vương một đường lên liền một mực nỗi lòng bất an, thẳng đến tới gần Phong Lâm Thành cửa, vẫn như cũ một mặt thấp thỏm nhìn lấy Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ, lão gia hỏa này một đường lên đều đã hướng hắn hỏi hơn 800 khắp. Nhưng là bất kể hắn giải thích thế nào, lão nhi này vẫn như cũ nhịn không được hỏi lại, đem hắn hỏi được đều có chút trong lòng tức giận. Vừa trừng mắt, hét lớn lên tiếng nói, Nghiêm Tùng tiểu tử, người lão nhi này bà ngoại. Làm sao miệng cũng biến thành như thế nát.
Lão Phu lần nữa nhắc lại một lần, Lão Phu là mình chủ động đuổi theo, đế vương môn còn không có phát động đồ ma lệnh, chí ít Lão Phu trước khi đi không có. Nếu là ngươi lão già này còn dám hỏi Lão Phu một câu, Lão Phu tuyệt đối phải xé nát ngươi miệng. Độc thủ Dược Vương bất giác dọa đến run một cái, không còn dám lên tiếng, nhưng là cái kia u oán ánh mắt, y nguyên tràn đầy sầu lo. Không khỏi nhịn không được cười lên, nửa tháng này đến, Trác Phàm từ lâu rõ ràng đồ ma lệnh tình huống, tự nhiên minh bạch độc thủ Dược Vương lo lắng. Thử hỏi, thần chiếu cường giả đều là mỗi gia tộc chiến lực mạnh nhất. Không có đồ ma lệnh lời nói, thần chiếu cường giả như thế nào lại tùy tiện xuất động. Thế nhưng là Trác Phàm tin tưởng, Lệ Kinh Thiên không biết, cũng tuyệt không dám lừa hắn. Cái này võ si, thật sự là vì cướp đoạt công pháp đến, cùng gia tộc mệnh lệnh không quan hệ. Nếu không lời nói, lão nhi này vừa đụng phải bọn họ lúc, thì sẽ động thủ, cũng sẽ không để bọn họ bắt lấy cơ hội, đem lão nhi này hàng phục. Nghiêm lão, người trước cứ yên tâm, coi như bảy nhà đồ ma lệnh phát động, cũng hẳn là sẽ không rất nhanh. Chí ít, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Trác Phàm mỉm cười, Trần An nói. Ông! Đột nhiên, hắn vừa dứt lời, một đạo vô hình ba động lại là đột nhiên từ Phong Lâm Thành bên trong phát ra. Độc thủ Dược Vương còn bất giác, nhưng là Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cũng đã cùng nhau giật mình, liếc nhau nói thần chiếu cường giả. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Riêng là Trác Phàm, chẳng lẽ nói đồ ma lệnh thật đã phát động? Như thế tới nói, đối với hắn mà nói lại là quá đột ngột. Chính hắn cùng cái này hai vị trưởng lão tự có bảo mệnh biện pháp, nhưng toàn bộ Lạc gia, một đám nhỏ yếu, lại khó tránh khỏi lọt vào vạ lây. Nghĩ tới đây, Trác Phàm hướng Lệ Kinh Thiên gật đầu một cái, Lệ Kinh Thiên lập tức thả ra thần thức, Trác Phàm thì là giấu ở Lệ Kinh Thiên trong thần thức, cũng thả ra thần thức, dò xét qua đi. Như thế tới nói, đối phương sẽ chỉ coi là Lệ Kinh Thiên tại dùng thần thức lĩnh vực dò xét, lại là đem Trác Phàm cho tự nhiên bỏ qua. Như thế như vậy, một hồi cho dù ra tay đánh nhau, Trác Phàm cái này một ẩn nặc thần thông, lại là một cái đánh lén tốt thủ đoạn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Trác Phàm đều tại tận lực che giấu mình vũ khí, làm tập kích giết người thời khắc chuẩn bị. Nhìn thấy cái này, Lệ Kinh Thiên trong lòng đối Trác Phàm càng thêm tán thưởng. Tiểu tử này cẩn thận, là hắn trước đây chưa từng gặp. Nếu như nói hắn Lệ Kinh Thiên là cái võ si lời nói, cái này Trác Phàm quả thực cũng là cái giết si, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào giết người a. Bất quá cũng chính là bởi vì này, hiện tại Trác Phàm gặp phải đông đảo cường thủ, Trác Phàm vẫn như cũ còn sống sờ sờ đứng đấy, nhưng những cái kia người dĩ nhiên đã chết. Đơn giản là Trác Phàm một mực đang nghĩ lấy giết, nhưng những cái kia người lại ngẫu nhiên tại không tập trung, đào ngũ. Cũng là cái này một ngẫu nhiên, liền mất mạng. Lệ Kinh Thiên trong lòng một trận cảm thán, đối Trác Phàm cũng càng thêm kính nể. Ba cái thần chiếu cao thủ, mi đầu bất giác nhất động, Lệ Kinh Thiên thản nhiên nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, hai cái thần chiếu tam trọng cảnh, một cái thần chiếu tứ trọng cảnh, còn có mấy cái thiên huyền cường giả. Chờ một chút, thế mà còn có hai người bọn hắn. Bỗng nhiên, Trác Phàm lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, đã sớm biết bọn họ không đáng tin, nhưng chính là không có cớ gì hay trừ, lúc này. Hừ hừ, cười lạnh một tiếng, Trác Phàm vội vàng lại hướng nơi xa Hắc Phong Sơn phương hướng xem xét đi. Chỉ thấy giờ này khắc này, chỗ đó hắn trước khi đi bố trí xuống phòng ngự đại trận đều đã khởi động, điều này không khỏi làm hắn thật dài chậm rãi một hơi. Xem ra Hắc Phong Sơn, còn không có ra chuyện. Wow, cái này Lạc gia quả nhiên không phải tầm thường a. Nhìn cái này phòng ngự trận thức, như thùng sắt, lão phu thấy đều chưa thấy qua, không chút nào tại đế vương môn phòng ngự trận thức phía dưới. Liền xem như thần chiếu cảnh, phá giải đi đoán chừng cũng tương đương phí sức. Lệ Kinh Thiên cũng dùng thần thức xem đến Hắc Phong Sơn chỗ đó động tĩnh, không khỏi tán thưởng xuất khẩu. Độc thủ Dược Vương thì là không kịp để ý tới nhiều như vậy, vừa nghe đến có thần chiếu cao thủ xuất hiện, không khỏi vội kêu lên, một chút xuất động ba tên thần chiếu cao thủ, đây tuyệt đối là bảy nhà phái ra. Đồ ma lệnh. Nghiêm lão, người đừng quá bối rối, cái này không có quan hệ gì với đồ ma lệnh. Gặp độc thủ Dược Vương kinh hoàng đến tận đây, Trác Phàm không khỏi lắc đầu, thản nhiên nói, nếu là đồ ma lệnh lời nói, bọn họ chắc là vừa tới nơi này,
phòng ngự đại trận còn chưa phát động trước thì động thủ. Thế nhưng là nhìn hiện tại bộ dáng, bọn họ còn đang chờ tin tức, động thủ mệnh lệnh. Thế nhưng là, không phải đồ ma lệnh lời nói, vì sao muốn xuất động thần chiếu cao thủ? Vì ta, Trác Phàm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, vì quả thật đem lão tử vây giết, bọn họ ở chỗ này thiết lập bảo đảm nhất bẫy dập. Tất cả mọi thứ nhân tố, bao quát tiềm long các cao thủ khả năng xuất thủ can thiệp, bọn họ đều tính toán ở bên trong. Có thể nói, có ba vị thần chiếu cao thủ tỏa chấn, lão tử một khi bước vào Phong Lâm Thành, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều, khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một đạo tà tiếu, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, lão tử bên người cũng có một cái thần chiếu cường giả, hơn nữa còn là thần chiếu 6 tầng cảnh luyện thể cường giả. Ha ha ha, đó là đương nhiên, có lão phu tại, bọn họ cái kia mấy cái tay mơ, đừng nghĩ làm bị thương ngươi một cọng tóc gáy. Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, rất là tự đắc dương dương đầu. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm hí ngược nói, chỉ là để bọn hắn không thương tổn đến ta là được sao? Lệ lão, cái này đối với ngươi mà nói, không khỏi quá dễ dàng đi. Ây! Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, sờ lấy rear map cẩn thận suy nghĩ một trận, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo ngoan sắc tốt, lão phu cái này giết đi vào, để mấy cái kia đuôi mù lão già kia treo điểm màu. Không, Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu. Lệ Kinh Thiên sững sờ, khó hiểu nói, chẳng lẽ Trác quản gia không tin lão phu thực lực. Hừ, đừng nói là bọn họ cái này ba cái thần chiếu tam tứ trọng lão vương bát, liền xem như cùng lão phu ngang nhau tu vi thần chiếu cao thủ, lão phu một chọi ba cũng tuyệt không nói chơi. Lệ Kinh Thiên lời nói năng có khí phách, không nói ra cuồng ngạo cùng tự tin. Thế nhưng là Trác Phàm lại là nhếch miệng lên, sâu xa nói, thế nhưng là. Ta muốn để Lệ lão đem bọn hắn đều lưu lại đâu. Cái này, bất giác khẽ giật mình, Lệ Kinh Thiên chau mày, ngón tay nắm chặt lấy chòm râu, lại là khó khăn. Ngang nhau tu vi phía dưới, muốn đem đối thủ đánh tan, cũng không khó khăn. Nhưng là muốn đem bọn hắn lưu lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhớ ngày đó Phong Lâm Thành nhất chiến, tiềm long các tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, tuy nhiên thực lực cao hơn U Minh Cốc trưởng lão một mảng lớn. Nhưng cũng chỉ là lại chiến lại truy, lại cũng không để lại một người. Ngược lại là Trác Phàm, thông qua âm mưu quỷ kế, sử dụng địch nhân chủ quan, đem hai tên trưởng lão đánh chết. Đây cũng là vì sao, năm đó tiềm long các bên trong, nâng các xôn xao nguyên nhân. Ngang nhau tu vi phía dưới thượng không thể lưu lại đối phương một người, Trác Phàm thực lực này cùng người ta kém cái cách xa vạn dặm mao đầu tiểu tử, lại có thể liền giết hai vị đối phương trưởng lão. Đây mới thực sự là như là thần thoại cố sự một dạng nghịch thiên. Mà giờ này khắc này, đối mặt Trác Phàm yêu cầu, Lệ Kinh Thiên đồng dạng không biết như thế nào cho phải. Khóe miệng liệt làm cái quỷ dị đường cong, Trác Phàm trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, Lệ lão, ngài hiện tại không phải là đế vương môn khách tỏa cung phụng a. Ách, Trác quản gia, ta cũng là thật tâm chân ý. Lệ Kinh Thiên sững sờ, vừa muốn giải thích một phen. Bày tỏ lòng trung thành, lại là lập tức ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt diệu hiểu Trác Phàm ý tứ. Không sai, người đầu nhập ta lạc ra sự tình, thế nhân thượng lại không biết, cho nên. Vẫy tay, Trác Phàm để Lệ Kinh Thiên đem lỗ tai thân cận, Lệ Kinh Thiên thì lập tức ngang nhiên xông qua, nghe lấy hắn thì thầm âm thanh, liên tiếp gật đầu. Chờ hết thảy nói rõ ràng về sau, Trác Phàm sau cùng cường điệu nói, nhớ kỹ. Đi vào dư thừa lời nói cái gì cũng đừng nói, trực tiếp cho hai người bọn hắn bàn tay, để bọn hắn tấn công núi. Minh bạch, trang bức loại sự tình này, lão phu thật lâu không được. Ha ha ha, Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, đột nhiên hướng Phong Lâm Thành bay đi. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, giống như vô tình hay cố ý nhìn độc thủ Dược Vương liếc một chút, trong mắt tinh quang nhấp nháy, hắc hắc hắc. Tìm nội ứng, cũng phải tìm chất lượng tốt điểm. Các ngươi tìm trong lúc này nên, đều là lão tử không tiếc muốn. Độc thủ Dược Vương sững sờ, không biết Trác Phàm lời nói bên trong ý tứ, cũng là bị hắn kéo lại, hướng Hắc Phong Sơn phương hướng bay đi. Nghiêm lão, ta trước mang ngươi hồi gia tộc nhìn xem. Độc thủ Dược Vương ánh mắt sáng lên, mãnh liệt gật đầu. Rốt cục có cơ hội, mở mang kiến thức một chút cái này truyền thuyết bên trong ẩn thế đại gia tộc. Cùng một thời gian.
Phong Lâm Thành Tôn gia trong phủ. Trác Phàm trong miệng, chất lượng không thế nào tốt phản đồ nội ứng, Thái Vinh, Thái Hiếu Đình hai cha con, tại một cái trong phòng nhỏ đối mặt mà ngồi, đầy mặt âm trầm. Hừ, đáng chết Tôn gia, đáng chết U Minh Cốc. Chúng ta đã đem Hắc Phong Sơn trong trong ngoài ngoài đều mò mấy lần, liền bản đồ địa hình đều cho bọn hắn vẽ xong. Không phải liền là không có chú ý tới bốn phía hộ sơn đại trận A, cái này lại không phải chúng ta sai, thế mà thì lãnh lạc như vậy chúng ta. Thái Hiếu Đình căm giận không bằng phẳng, chửi ầm lên. Thái Vinh thì là thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cái này Trác Phàm thật sự là thâm bất khả trắc, trước khi đi thế mà còn để lại bốn cái hộ sơn đại trận. Bất quá cái kia Lạc Vân Thường cũng thật là cẩn thận, hai năm qua đối ngoại một mực giữ bí mật, thẳng đến chúng ta mưu phản Lạc gia về sau, mới khởi động đại trận. Ha ha, cùng cái kia hộ sơn đại trận so sánh, chúng ta cái này bản đồ địa hình một chút giá trị đều không có, cũng không trách người khác không thèm nghĩa đến ta nhóm. Hừ, cái này nhất định lại là cái kia Trác Phàm trước khi đi dạy nàng. Cái kia tiểu tiện nhân, cái gì đều nghe Trác Phàm, còn kém lấy thân báo đáp. Đem Trác Phàm đẩy lên Lạc gia gia chủ vị trí. Thái Hiếu Đình bộ mặt tức giận, trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Phụ thân, người cho phân xử thử, cái kia Trác Phàm bất quá một cái hạ nhân xuất thân, ta Thái Hiếu Đình đường đường Thái Phủ Công Tử, có một điểm nào so ra kém hắn. Dựa vào cái gì cái kia Lạc Vân Thường từ khi có Trác Phàm, thì liền nhìn thẳng đều không nhìn ta liếc một chút. Trác Phàm đi hai năm, nàng mỗi ngày đối với Trác Phàm phương hướng rời đi. Cùng cái hòn vọng phu một dạng. Liền hộ sơn đại trận, lớn như vậy bí mật đều không đề cập với ta một chút. Thái Vinh nhìn lấy Thái Hiếu Đình càng không ngừng phàn nàn, trong lòng lại là bất đắc dĩ ai thán. Trác Phàm chính là chân chính kỳ nhân, liền bảy thế gia cao tầng đều gấp đôi tôn sùng. Nếu là hắn có cái nữ nhi, cũng sẽ gả cho Trác Phàm. Lão phu đứa con trai này a, tuy nhiên đã là tụ khí 9 tầng tu vi. Nhưng chính là không có tự mình hiểu lấy. Thái Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vào lúc này, theo một tiếng cánh cửa nhẹ vang lên, Tôn Vũ Phi đẩy cửa vào, nhẹ liếc bọn họ một cái nói, các trưởng lão muốn gặp các ngươi, tranh thủ thời gian đi theo ta. Bất giác khẽ giật mình, Thái Vinh cha con liếc nhau, vui mừng trong bụng, rốt cục có thể nhìn thấy U Minh Cốc cao tầng. Ngày nổi danh, ở trong tầm tay A. Đi theo Tôn Vũ Phi sau lưng. Thái gia phụ tử một đường đi vào Tôn gia trước đại sảnh. Tôn Vũ Phi trước khoát khoát tay, để bọn hắn ngừng chân một trận, tiếp lấy hướng cái kia đại sảnh cung kính liền ôm quyền nói, khởi bẩm trưởng lão, Thái Vinh cha con đến. Để bọn hắn vào đi. Trong phòng truyền đến một tiếng lạnh lùng tiếng nói, Thái Vinh cha con thân thể lắc một cái, liếc nhìn nhau, há miệng run rẩy lần nữa theo Tôn Vũ Phi đi vào. Dù sao cũng là bảy thế gia trưởng quyền nhân vật A. Đường đường thiên huyền cao thủ, vạn nhất một cái lời nói không nói tốt, hai cha con bọn họ chỉ sợ cũng hội đầu rơi xuống đất. Cho nên hai người, tất cả đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng. Chờ vừa tiến vào đại sảnh, còn chưa kịp nhìn lên tòa người, liền đã là liên tục không ngừng quỳ dạp xuống đất, vội vàng dập đầu, tại hạ chủ nhà họ Thái Thái Vinh, mang theo khuyển tử Hiếu Đình, bái gặp trưởng lão. Hộ tống mà đến Tôn Vũ Phi, không khỏi căm ghét đến cau mày một cái. Trước kia nàng còn cảm thấy cái này Thái Hiếu Đình dạng chó hình người, phong lưu phóng khoáng. Nhưng là hiện tại, lại là càng ngày càng phát hiện hắn, nộ tính lộ ra, một thân đồ hèn nhát. Nàng mang hai cái này cha con tiến đến, nàng còn chưa bái, hai cái này cha con cũng đã vượt lên trước quỷ gối. Tuy nói nàng cũng minh bạch, thiên vũ bên trong, không có người nào gặp bảy thế gia trưởng lão, dám không dập đầu. Nhưng là như thế vô sỉ nô nhan tỳ xương. Nhưng cũng là hiếm thấy. Không khỏi, Tôn Vũ Phi trong lòng một trận xem thường. Năm đó lão nương mắt mù, hội nhìn lên hắn. Đồng dạng, ngồi tại chính giữa đại sảnh thượng tọa, là một cái khuôn mặt lỗ mãng trung niên nam tử. Nhìn thấy hai người này biểu hiện, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia khinh miệt tới. Ha ha ha, hai cha con này, vẫn rất thức thời. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ theo Thái Vinh hai người bên trái vị trí truyền đến. Hai người giật mình, không khỏi trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lần này tới đến Phong Lâm Thành, còn không chỉ là một cái U Minh Cốc trưởng lão. Sau đó hai người nhìn trộm hướng bên cạnh nhìn qua, lại chỉ thấy bên trái vị trí bên trên ngồi đấy một cái đầu đầy tóc màu lam lão giả,
chính đối hai người khẽ gật đầu. Giống như cười nhạo, giống như hài lòng, trong mắt chớp động lên không nói ra ánh sáng. Nghiêm Chỉnh Lam, ngươi như ưa thích hai người này, không bằng thì để bọn hắn sau đó nhờ cậy ngươi nhóm Dược Vương Điện tốt. Chính bên trong vị trí lỗ mãng nam tử, không khỏi tà dị cười một tiếng trêu ghẹo nói. Nghe được lời này, Nghiêm Chỉnh Lam vội vàng khoát khoát tay, cười to lên, ha ha ha. U Lão Lục, người ta rõ ràng là đến tìm nơi nương tựa các ngươi U Minh Cốc, ngươi cứ như vậy đem bọn hắn đẩy đi ra, cũng quá bất cận nhân tình đi. Thì coi như bọn họ chỉ là một cái bất nhập lưu gia tộc, lần này nếu có thể lập công, ngươi cũng nên cho bọn hắn cái chiếu ứng. Chó dao động một chút cái đuôi, chủ nhân còn muốn phần thưởng khối thịt ăn đây, Lão Phu nói đúng à. Ai, các ngươi cùng hai tên này nói lời vô dụng làm gì, vội vàng đem muốn hỏi sự tình hỏi ra, chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị à. Có lẽ rất nhanh, gia chủ bọn họ mệnh lệnh liền đến. Lúc này, Thái Vinh hai người bên phải vị trí, lại vang lên một tiếng thô kệch thanh âm. Hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, chỉ thấy người kia là cái miệng đầy râu mép đại hán, một thân áo bào xanh, lại là không gió mà bay. Rất rõ ràng, lại là một vị thiên huyền cường giả. Ha ha ha, ngươi gấp làm gì? U Lão Lục khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng, Lâm Nhạc Luân, tại ba nhà chúng ta bên trong, thì các ngươi khoái hoạt lâm cùng Trác Phàm tiểu tử kia cửu oán ít nhất. Chúng ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái rắm. Cũng có lẽ bây giờ Trác Phàm đã đền tội, chúng ta lần này thì không cần động thủ. Phải biết, nơi này cũng là thị phi chi địa a. Nghe đến lời này, hai người kia cùng nhau run lên, tiếp lấy dường như minh bạch cái gì giống như, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thái Vinh hai cha con, lại sớm đã mồ hôi lạnh cùng lưu, liên tục không ngừng tại cái trán cọ qua cọ lại. Cái này là làm sao? Ngự hạ bảy thế gia, U Minh Cốc, Dược Phương Điện, Khoái Hoạt Lâm, vậy mà một hơi đến ba nhà. Lão Phu nhớ đến chỉ hướng U Minh Cốc đưa qua hiệu chung sách A, mặt khác hai nhà tới làm gì? Chẳng lẽ chúng ta thái gia như thế chạm tay có thể bỏng, bọn họ đều đến tranh giành. Ha ha ha, vậy khẳng định không có khả năng, Lão Phu nhất định suy nghĩ nhiều. Đúng, Trác Phàm, bọn họ vừa mới đề cập qua cùng Trác Phàm có thù. Nghĩ đến đây, Thái Vinh không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, trong lòng đối Trác Phàm hận ý càng sâu. Hắn một mực ổ tại cái này biên giới chi địa, Lạc Gia Tình Báo tổ chức lại một mực bị Lôi Vũ Đình trưởng khống, hai cha con bọn họ tự nhiên không biết Trác Phàm hai năm này làm gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng là có thể nghĩ đến, Trác Phàm nhất định là dẫn xuất cái gì vô cùng lớn phiền toái, mới đem hai cái khác thế gia đưa tới. Đây không phải rõ ràng cùng hai cha con bọn họ không qua được à? Người gây người nào không tốt, gây bảy thế gia. Nguyên bản bọn họ dự định, cùng U Minh Cốc tư thông, phối hợp Tôn gia đem Lạc gia diệt trừ, coi là đầu nhập vào U Minh Cốc lễ gặp mặt, vì lúc trước U Minh Cốc tại Phong Lâm Thành thảm bại ra một hơi. Đến mức Hoàng Thất Minh Châu mật lệnh, đi mẹ hắn. Cái gì quật khởi đời thứ tám nhà, đó là Lạc gia, cũng không phải là lão tử thái gia, lão tử cần gì phải vì hắn Lạc gia bán mạng. Nhưng là bây giờ, Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm nhúng tay, lại là để hắn hiểu được, hai cái này thế gia đối Lạc gia cửu hận, chỉ sợ cùng U Minh Cốc không khác nhau chút nào, thậm chí viễn siêu U Minh Cốc cũng khó nói. Nếu không, hai đại thế gia không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến Hoàng Thất vì Lạc gia chuyên môn khai mở cấm địa, Phong Lâm Thành đến tìm phiền toái. Như thế tới nói, một nhà phẫn nộ, biến thành ba nhà phẫn nộ. Một nhà phẫn nộ, hắn chả còn có thể bằng vào bán đi Lạc gia đến lắng lại, nhưng là ba nhà phẫn nộ, có lẽ cho dù Lạc gia xong, nhưng là cơn giận còn sót lại chưa tiêu mặt khác hai nhà, vẫn là có khả năng đem khí vung đến hai người phụ tử bọn hắn trên thân. Dù sao, bọn họ đã từng là người Lạc gia a. Nghĩ đến đây, Thái Vinh liền có loại muốn khóc xúc động. Cái này Trác Phàm thật đúng là kỳ nhân, kéo cửu hận cũng là kỳ nhân a. Người gặp qua người nào, có thể tại trong vòng hai năm, đem không thể nhất chiêu chọc trong bảy thế gia, ba nhà cho kéo tới sao? Vừa nghĩ đến đây, Thái Vinh hai cha con nhìn nhau, trong mắt lại đều là khổ bức chi sắc. Ba nhà trưởng lão, tự nhiên không biết cái này hai cha con thật đáng buồn lòng người nghĩ. U Lão Lục nhẹ toát một miệng trà thơm, phát ra nhẹ nhàng vui vẻ gọi tiếng, thản nhiên nói, Thái Vinh, người trước tiên nói Lạc gia hiện tại đều có cái nào cao thủ tọa trấn đi.
Ây! Thái Vinh sững sờ, tiếp lấy lập tức như cúi đầu nhận tội giống như liên tục gật đầu, còn kém ôm lấy ba nhà trưởng lão bắp đùi, khẩn cầu xử lý khoan dung, đến mức về sau lưng tựa bảy thế gia đại thụ, thăng chức rất nhanh, lại là căn bản không còn dám nghĩ. Khởi bẩm các vị trưởng lão, Lạc gia nhiều lắm là tính toán cái nhị lưu thế gia. Chỉ có đại trưởng lão Lôi Vân Thiên một người là thiên huyền cao thủ, cũng chỉ là 2 năm trước vừa đột phá mà thôi. Còn hắn con gái nuôi Lôi Vũ Đình, hộ vệ thống lĩnh Bàng Nghĩa, cũng chỉ là đoán cốt cảnh. Đến mức Lạc gia trẻ mồ côi, Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải 2 tỷ đệ, thì càng đừng đề cập, còn lại cũng là một số tiểu lâu la, không chút nào là các vị lớn lên lão đối thủ. Thái Vinh miệng như cơ quan pháo một dạng thình thịch, có khi dừng lại nghĩ một lát, lại tiếp tục bổ sung. Có bổ sung không đúng chỗ, từ nhi tử Thái Hiếu Đình tiếp lấy bổ sung. Quả thực liền đem Lạc gia 2 năm này phát triển, không rõ chi tiết nói mấy lần. U lão Lục chờ 3 vị trưởng lão, liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía cái này 2 cha con lúc, trong mắt lại là chớp động lên vẻ phức tạp. Trong gia tộc phản đồ bọn họ ngược lại là gặp qua không ít, nhưng giống phản đến như thế triệt để, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dạng này người, bọn họ lại thế nào yên tâm lưu tại chính mình địa bàn, làm phụ thuộc gia tộc. Tốt, đến cho các ngươi phía sau núi loại hoa gì, chúng ta không muốn biết. Không khỏi sờ mũi một cái, U lão Lục thản nhiên nói, cái kia 4 cái đại trận là chuyện gì xảy ra, các ngươi biết như thế nào phá giải, hoặc là từ nơi nào vòng qua sao. Đại trận kia là Trác Phàm lúc gần đi lưu lại, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta cũng là mưu phản Lạc gia về sau, mới phát hiện có như thế 4 cái đại trận, các vị trưởng lão, các ngươi nhất định muốn tin tưởng. Được, được, chúng ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Thái Vinh không khỏi gấp kêu ra tiếng, U lão Lục lại là vội vàng khoát khoát tay, đánh gãy hắn. Như thế chuyên nghiệp phản đồ, 3 người bọn họ còn có lý do gì không tin đâu. Hai bên lại nhìn một chút, 3 người hơi hơi gật gật đầu. Lạc gia tình báo bọn họ đã cơ bản giải, thì không cần lại hỏi tiếp. Muốn cái này 2 cha con, đem phía sau núi loại hoa gì, bọn hộ vệ một ngày lên bao nhiêu nhà xí đều tuôn ra, hẳn là không cái gì trọng yếu tình báo có thể nói. Thế mà, còn không đợi bọn hắn để Thái Vinh 2 cha con lui ra, đụng đến một tiếng vang thật lớn, 3 cái lão giả lại là chợt xông vào tới. Mà cái kia 3 vị trưởng lão giật mình, vội vàng cùng nhau bái nói, tham gia 3 vị cung phụng. Cái gì, cung phụng, vẫn là 7 thế gia cung phụng, đây không phải là thần chiếu cường giả sao? Không khỏi bỗng nhiên hít sâu một hơi, Thái Vinh cha con vội vàng hàng đầu thấp đủ cho thấp hơn, cả kinh trái tim đều nhanh ngưng đập. Giống cường giả như vậy, bọn họ đừng nói là gặp, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn họ duy nhất một lần gặp qua, cũng là cái kia Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch. Thế nhưng là cái kia Phương Thu Bạch dù sao cũng là đi theo Tam Hoàng tử đến, đối bọn hắn không có ác ý gì. Nhưng cái này 3 cái cung phụng thì không giống nhau, có lẽ một cái nhìn bọn họ không vừa mắt, thì thuận tiện xử lý. Sau đó Thái Vinh cha con tại Phương Thu Bạch trước mặt không có dọa đến phát run, nhưng là tại 3 người này trước mặt, cũng đã dọa đến run chân đến đứng không dậy nổi. Bất quá, cái kia 3 tên cung phụng tự nhiên không có đem hắn loại này con kiến hôi để vào mắt, chỉ là chăm chú nhìn cái kia 3 tên trưởng lão. Vừa mới chúng ta phát hiện, Phong Lâm Thành ngoại lai 3 người, một cái đoán cốt cảnh ngũ trọng, một cái thiên huyền 6 tầng, một cái lại là thần chiếu 6 tầng. Một tên cung phụng một mặt ngưng trọng nói. Mà U lão Lục bọn người, sau khi nghe được cũng là quá sợ hãi. Thần chiếu 6 tầng cao thủ, tới nơi này làm gì? Rốt cuộc là địch hay bạn? Hỏng bét, cái kia thần chiếu cao thủ hướng nơi này đến. Mí mắt không khỏi run run, một vị cung phụng hét lớn lên tiếng. Lời vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều là kinh hãi, cho dù là U lão Lục 3 vị trưởng lão, trên trán cũng toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Tại thần chiếu 6 tầng cao thủ trước mặt, bọn họ thiên huyền cảnh cũng đồng dạng là con kiến hôi đồng dạng đồ chơi. Cái kia 3 tên cung phụng, càng là mặt mũi tràn đầy giới sắc mà nhìn xem ngoài viện. Ngưng trọng không khí, làm cho tại chỗ tất cả mọi người ngừng thở, 4 phía không khí cũng giống như đóng băng đồng dạng. Thái Vinh cha con một mực nằm dạp trên mặt đất, toàn thân dốc hết ra như run rẩy. Liền nhiều như vậy 7 nhà cao thủ, đều muốn như lâm đại địch giống như đối mặt,
người đến kia đến tột cùng là dạng gì nhân vật đáng sợ a? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên hung hăng rơi vào Tôn gia trong sân, vung lên một mảnh cho bụi. Chờ bụi mù tán đi, lộ ra cái kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ngài, ngài không phải liền là... Một vị cung phụng tựa hồ nhận ra Lệ Kinh Thiên đến, một tay chỉ Lệ Kinh Thiên, trong mắt có cỗ không hiểu kinh dị. Thế nhưng là, còn không đợi người kia hô lên tên hắn, Lệ Kinh Thiên đã là sải bước đi ra phía trước, không nói hai lời, một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Ba một tiếng vang giòn, cái kia cung phụng một cái lảo đảo, méo mó thân thể, Lệ Kinh Thiên nổi giận nói, phế vật, vì cái gì còn không có cầm xuống Lạc gia. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Cũng không phải bởi vì Lệ Kinh Thiên cái kia âm thanh hét lớn, thật sự là Lệ Kinh Thiên cho cái kia cung phụng một bàn tay, thực sự quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý. Đây chính là cung phụng A, thần chiếu cường giả, thế mà tùy tiện thì cho hắn một bàn tay, người này đến cùng ai vậy? Thái Vinh cha con càng là liên tục không ngừng mà lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, hôm nay thực sự quá kích thích, trái tim đều nhanh chịu không được. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, bọn họ nhìn thấy đều là ai a, một cái so một cái lợi hại. Sau cùng cái này, vậy mà trực tiếp cho bảy thế gia cung phụng, thần chiếu cảnh cao thủ một cái vang dội cái tát, cũng quá cường hãn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đây hết thảy, không dám thở mạnh một miệng, tất cả đều ngây người. Cái kia bị đánh cung phụng, lắc lắc thân thể, bưng bít lấy một mặt sớm đã sưng lên thật cao gương mặt. Đầy mặt ủy khuất nhìn về phía bộ mặt tức giận Lệ Kinh Thiên, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Ngài, ngài không phải liền là đế vương môn khách tọa cung phụng, Thiên Cương Cuồng Tôn, Lệ Kinh Thiên, Lệ Lão A. Ngài làm sao tới, đế vương môn không phải không tham dự việc này A. Huống hồ, ngài đây cũng là ý gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác hít sâu một hơi, riêng là cái kia Thái Vinh hai cha con. Càng là hoảng sợ đến sắc mặt đều trong nháy mắt rất trắng lên. Bảy nhà đứng đầu, đế vương môn cung phụng, khó trách mạnh như vậy, dám cho bọn hắn một bàn tay. Thế nhưng là đế vương môn, vì sao cũng đi tới nơi này a cái biên giới chi địa? Chẳng lẽ nói, cái kia đáng chết Trác Phàm, liền đế vương môn cũng gây sao? Vừa nghĩ đến đây, Thái Vinh liền nhịn không được đấm ngực dậm chân. Cái này đáng chết tiểu tử, thật là một cái gây chuyện hạt giống a. Chính mình tìm đường chết còn không tính, liền mang theo đem gia tộc cùng một chỗ tìm đường chết đi vào. Hắn hiện tại mới dường như phát hiện một việc, coi như hắn không bán đi Lạc gia sớm muộn cũng sẽ bị Trác Phàm cho liên lụy đến chết. Hắn tên phản đồ này 2 năm qua bận bịu đến bận bịu đi, đúng là đều phí công. Quả nhiên, Lệ Kinh Thiên hét lớn một tiếng, nổi giận mắng, các ngươi còn có mặt hỏi ta. Nếu không phải là các ngươi chậm chạp chưa đem Lạc gia cầm xuống, cái kia Trác Phàm làm sao lại nhanh như chớp chạy vào đại trận kia bên trong, liền cái bóng đều không, lão phu thần thức đều tra không dò ra. Cái gì, Trác Phàm vậy mà tại 6 tên thiên huyền trưởng lão cùng ngài vây bắt dưới, trốn tới, còn một đường trốn về nơi này, vậy chúng ta làm sao không có phát hiện đâu. Lúc này, một cái khác cung phụng quá sợ hãi, nhịn không được kêu to đi ra. Lệ Kinh Thiên vừa trừng mắt, lúc này không vui lại là hơi vung tay, cho cái kia cung phụng một cái miệng rộng tử, người không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Mọi người trong lòng siết chặt, tất cả đều câm như hến, không còn dám lên tiếng. Xem ra vị này Lệ lão quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng, Thiên Cương Cuồng Tôn, tính khí không tốt lắm. Riêng là Trác Phàm một cái đoán cốt cảnh tiểu bối, có thể theo dưới tay hắn chạy ra, bất kể thế nào chuyện a. Vậy cũng là lệnh hắn không còn mặt mũi sự tình. Người bây giờ ở trước mặt hắn sách việc này, không phải vạch trần hắn ngắn a, thuần túy muốn bị đánh. Thế nhưng là, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến là, cái này tất cả đều là Trác Phàm dạy cho Lệ Kinh Thiên kế sách. Phải biết, Lệ Kinh Thiên đột nhiên xuất hiện tại cái này Phong Lâm Thành, vốn là tràn ngập lỗ thủng. Trước không đề cập tới Trác Phàm như thế nào theo một cái thần chiếu 6 tầng cao thủ. Lệ Kinh Thiên thủ hạ đào tẩu sự tình, vẻn vẹn là hắn trốn về Hắc Phong Sơn, nơi này 3 cái thần chiếu cao thủ, thế mà một chút cũng không phát hiện được, cũng đủ để đáng giá kỳ quặc. Thế nhưng là Lệ Kinh Thiên vừa ra trận, liền mượn phẫn nộ cường thế ngăn chặn tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người coi như trong lòng nghi hoặc,
cũng không dám nói ra, cuối cùng qua loa cho xong chuyện, Lệ Kinh Thiên nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Dạng này, bọn họ mới có thể xếp lấy đội, theo Lệ Kinh Thiên rơi vào Trác Phàm trong bẫy. Hiện tại tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái, cùng Lão Phu đi tấn công núi. Lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, Lệ Kinh Thiên trong lòng cười lạnh, hét lớn lên tiếng. Nhíu mày, vị thứ ba cung phụng trần chờ một trận, vội vàng nói, Lệ Lão, chúng ta còn không có tiếp vào gia chủ truyền tin, không dám. Thả ngươi nương cái dám, ba cái kia lão gia hỏa nếu là không chuẩn bị cầm xuống Lạc gia, để cho các ngươi ở chỗ này ngồi đấy làm gì. Ba một tiếng vang giòn, Lệ Kinh Thiên lại là một tiếng vang dội cái tát đập đi qua, hiện tại Lão Phu đến, các ngươi còn mẹ hắn có gì có thể do dự. Thức thời, lập tức cùng Lão Phu đi tấn công núi, sau đó cái các ngươi một công, nếu không, hừ hừ. Lạnh hừ một tiếng, Lệ Kinh Thiên không nói hai lời, dẫn đầu hướng Hắc Phong Sơn phương hướng bay đi. Ba cái bị đánh cung phụng, ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, cuối cùng cắn răng một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, liền theo thật sát đi. Vốn là bọn họ duy nhất cố kỵ, chính là sợ đế vương môn bắt bọn hắn ba nhà làm thăm dò, đi dò xét hoàng thất phòng tuyến cuối cùng, cho nên chặn đánh Trác Phàm lúc, đế vương môn còn phái ra hai cái trưởng lão. Nhưng là tại Phong Lâm Thành nơi này, đế vương môn lại một người không ra, cũng là muốn phủi sạch quan hệ. Ba người bọn hắn cung phụng, cũng một mực chờ đợi mỗi người gia chủ mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ, đã Lệ Kinh Thiên đại biểu đế vương môn đến, cái kia còn có cái gì dễ nói. Hắn dám lên, chúng ta thì dám lên, nếu không sau ngày đế vương môn ở phía trước đỉnh lấy, đối với ba nhà nên tính là lớn nhất tốt dự định. Nhưng là bọn họ chỉ lo tính toán gia tộc lợi ích, lại là đem rất nhiều điểm đáng ngờ đều ném đến sau đầu. Tỷ như bọn họ rõ ràng dò xét đến, cùng Lệ Kinh Thiên đến đây còn có hai người kia lại đi nơi nào. Còn có nếu là truy đuổi Trác Phàm mà đến, vì sao ba người bên trong còn có một cái đoán cốt cảnh. Chờ chút, một hệ liệt vấn đề, bọn họ đều không suy nghĩ thêm nữa, hoặc là tức liền nghĩ đến, cũng không dám lại hỏi ra lời. Chẳng lẽ bọn họ còn ngại bị Lệ Kinh Thiên vung cái tát, vung không đủ sao? Cũng là tại loại này khiếp đảm dưới tâm lý, ba vị cung phụng đần độn u mê mặt đất Lệ Kinh Thiên thuyền giặc. Ba nhà khác trưởng lão, liếc nhìn nhau, cười khổ một tiếng, cũng bỗng nhiên theo sau. Liền chính mình cung phụng đều lên, bọn họ cái này ba cái trưởng lão, thực sự không có lý do không lên. Chỉ một thoáng, trong viện trong nháy mắt chỉ còn lại có ba người. Thái gia phụ tử cùng Tôn Vũ Phi. Xa nhìn thoáng qua tức thì mấy tên cao thủ, Thái Vinh không khỏi một mặt cảm thán, ai, Lão Phu hôm nay xem như mở mắt, thế mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy thần chiếu cường giả, bên trong còn có một vị châu bò nhất đế vương môn cung phụng, một cái so một cái như bức, cũng coi như không uổng công đời này. Tại cái kia bốn vị cao thủ trước mặt, liền xem như ba cái kia thiên huyền cảnh trưởng lão, cũng là như con kiến hôi đồng dạng tồn tại a. Hừ, người còn có mặt mũi nói người ta, cũng không nhìn một chút lúc đó chính mình cái kia đức hạnh. Tôn Vũ Phi khinh thường bĩu môi, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thái Hiếu Đình nghe xong, không khỏi giận dữ, Vũ Phi muội muội, chúng ta Thái gia cùng các ngươi Tôn gia, luôn luôn giao hảo, vì sao ngươi hôm nay nói như thế phụ thân ta? Hừ, đừng nói phụ thân ngươi, ngươi cũng giống vậy, không có tiền đồ. Ngươi, đối mặt Tôn Vũ Phi cay nghiệt ngữ điệu, Thái Hiếu Đình không khỏi tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, song quyền chăm chú nắm lại tới. Mắt thấy là phải nhẫn nại không ngừng lửa giận trong lòng, đối trước kia nữ thần ra tay đánh nhau. Thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang, Tôn gia gia chủ trong nháy mắt đi vào trong viện này, nhìn đến Lệ Kinh Thiên lúc đến dẫm ra một cái động lớn, lại nhìn xem không có một ai đại sảnh, không khỏi kinh ngạc nói, này sao lại thế này, những trưởng lão kia đâu? Không khỏi liếc xéo Thái Hiếu Đình liếc một chút, Tôn Vũ Phi không để ý đến hắn nữa, đi vào Tôn gia chủ trước mặt, đem vừa mới sự tình nói một lần. Nghe được lời ấy, Tôn gia chủ lập tức kéo Tôn Vũ Phi đi ra ngoài, Vũ Phi, đi mau, chúng ta đi Hắc Phong Sơn. Đến đó làm gì, Tôn Vũ Phi sửng sốt nói. Ngốc nữ nhi, đương nhiên là cho các nhà trưởng lão cung phụng nhóm cố lên cổ vũ sĩ khí. Tôn gia chủ cười lớn một tiếng, nữ nhi. Người phải nhớ kỹ, có thể hay không được đến các đại thế gia yêu ái, ngay tại những này chi tiết biểu hiện.
Thái Vinh mi đầu lắc một cái, cũng liên tục không ngừng giữ chặt nhi tử tay, hướng Hắc Phong Sơn chạy đi. Cha, chẳng lẽ chúng ta... Nói nhảm, trước kia Tôn gia cao hơn chúng ta một đầu, không phải liền là cùng U Minh Cốc có quan hệ thân thích à? Hiện tại ba nhà trưởng lão, bốn nhà cung phụng phía trước chiến đấu anh dũng, đây chính là cùng các đại thế gia tiếp xúc cơ hội tốt. Hắn Tôn gia ôm U Minh Cốc bắp đùi, chúng ta nói không chừng có thể ôm vào đế vương môn chân to. Đến thời điểm, nhìn hắn Tôn gia còn thế nào tại hai cha con chúng ta trước mặt đắc chí. Trước mắt không khỏi sáng lên, Thái Hiếu Đình hung hăng gật gật đầu, cha, người nói không sai. Đến thời điểm, nhìn Tôn Vũ Phi cái kia tiểu tiện nhân, còn dám hay không xem thường ta. Vừa dứt lời, Thái Hiếu Đình trong mắt liền xuất hiện một cỗ xưa nay chưa từng có chiến hỏa, vung ra chân chạy về phía trước, thậm chí so với hắn lão tử chạy còn nhanh hơn. Thái Vinh nhìn lấy đây hết thảy, lão hoài rất an ủi, tiểu tử này rốt cuộc biết phấn đấu. Sau đó Thái Tôn hai nhà, người truy ta đuổi đi cho tứ đại thế gia vuốt mông ngựa. Sợ một cái không kịp, cái này bắp đùi liền bị người khác ôm đi giống như. Một phương diện khác, Hắc Phong Sơn bên trong đại điện, Lạc Vân Thường khoanh chân ngồi tại trung ương, sắc mặt lộ ra có chút trắng xám. Nàng hiện tại tuy nhiên đi qua 2 năm khắc khổ tu luyện, nhưng lại như cũ chỉ là tụ khí đỉnh phong, liền đoán cốt cảnh cũng không đột phá. Một người hết sức trèo chống 4 cái đại trận, mấy ngày liên tiếp đã tiêu hao quá nhiều. Bên người nàng, là Lôi Vân Thiên, Bàng thống lĩnh bọn người, nhìn lấy trước kia hào hoa phong nhã đại tiểu thư, bây giờ tiểu tụy thành cái bộ dáng này, mọi người bất giác đều có chút đau lòng. Đại tiểu thư, nếu không ngài trước nghỉ ngơi một chút. Những người kia đều đến Phong Lâm Thành 1 tháng có thừa, một mực không có động tĩnh gì, chắc là trong ngắn hạn không có cái vấn đề lớn gì. Bàng thống lĩnh lúc này mặt mũi tràn đầy hắc khí, từng đạo sát khí trong lúc lơ đãng tán lộ ra, nhưng là một đôi hổ trong mắt, lại là lóe qua một tia đau lòng lệ quang. Khóe miệng hơi hơi liệt liệt, Lạc Vân Thường bờ môi lộ ra có chút khô quắt, nhưng nụ cười lại như cũ rực rỡ, Lôi tỷ tỷ không phải đều tìm hiểu qua a? Người tới tối thiểu là 3 cái thiên huyền cao thủ, thậm chí còn có càng mạnh cường giả, thám tử chúng ta vô luận như thế nào đều tiếp cận không? Nếu là thật sự chờ bọn hắn bắt đầu hành động, chúng ta chỉ sợ còn chưa kịp vận chuyển trận pháp, bọn họ liền đã công tới. Thế nhưng là nha đầu, người còn như vậy chống đỡ đi xuống, cũng chống đỡ không bao nhiêu thời gian. Lôi Vân Thiên thở dài, song quyền bất giác chăm chú nắm lại đến, đều do lão phu thực lực không đủ. Bằng không thì cũng không cần ngươi như thế hết sức dày vò. Ai, gia tộc đại nạn thời điểm, lại muốn một cái tiểu cô nương mang trên lưng thủ vệ gia tộc trọng trách, lão phu còn tính là gì Lạc gia đại trưởng lão. Lôi bá bá, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài cùng Bàng thống lĩnh, Lôi tỷ tỷ ngày thường đều tại không ngừng ngày đêm vì Lạc gia phát triển đại kế mà vất vả, ta ngày thường không giúp đỡ được cái gì, hiện tại liền để Vân Thường vì Lạc gia làm điểm nên tận cống hiến đi. Huống hồ Lạc gia là nhà ta, các ngươi đều là ta thân nhân. Ta đã nhìn qua nó vong qua 1 lần, không muốn nó lại vong 1 lần. Lạc Vân Thường trong lời nói, không nói ra thê lương, mọi người bất giác ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc Vân Hải nhếch miệng, nhìn về phía tỷ tỷ, sâu xa nói, nếu là Trác đại ca tại lời nói, vậy là tốt rồi, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mí mắt cũng bất giác hơi hơi rung động động một cái, trong mắt tựa hồ cũng dần hiện ra hoài niệm ánh sáng nhu hòa. Lôi Vũ Đình cắn cắn môi son, giọng căm hận nói, tiểu tử này cũng là tên hỗn đản, chính mình gây phiền toái, vẫn chưa trở lại, chỉ biết là ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Lôi tỷ tỷ không muốn nói hắn như vậy, Trác Phàm nhất định cũng là ở bên ngoài vì Lạc gia bôn ba. Lạc Vân Thường khẽ cau mày, trong mắt chớp động lên một chút tinh quang. Chúng ta muốn bảo vệ tốt cái nhà này, chờ hắn trở về. Vân Thường, người không biết, hắn. Lôi Vũ Đình quính lên, nhưng nhìn đến Bàng thống lĩnh nhíu mày lắc đầu, lại đem nên nói nuốt vào đi. Trong 2 năm qua, Lôi Vũ Đình một mực nắm giữ lấy Lạc gia tình báo, cho nên đối với Trác Phàm bên ngoài chuyện tình gió trăng, đối Lạc Vân Thường lại một mực là lén gạt đi. Lạc Vân Thường không hiểu, trong mắt thoáng hiện vẻ ngờ vực. A. Đột nhiên, nàng lại là tròng mắt co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Vân Thường, làm sao? Mọi người khẩn cấp hỏi. Lạc Vân Thường mi đầu nhìn không được run run, trong mắt tản mát ra vẻ hoảng sợ,
phía đông Độc Long trận, ta mất đi khống chế quyền. Cái gì? Mọi người giật mình, tâm cấp tốc chìm xuống. Hiu hiu hiu. Tiếng xé gió vang, bốn bóng người lần lượt đi vào Hắc Phong Sơn trước, chính là Lệ Kinh Thiên cùng ba cái kia thần chiếu cảnh cung phụng. Nhìn lấy cái kia Hắc Phong Sơn bốn phía bốn nói màu sắc khác nhau quang trụ rợn da gà đứng lên, thẳng vào trời xanh. Bốn màu pha trộn vũ khí, đem chọn cái sơn mạch bao khỏa bên trong, liền bọn họ thần thức đều thấu không đi vào, bốn người bất giác một trận cảm thán. Nghĩ không ra nơi này lại bị người bố trí xuống thâm ảo như vậy trận pháp, chỉ sợ so với chúng ta các nhà hộ sơn đại trận cũng có hơn chứ không kém. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một cái tam lưu gia tộc, thế mà lại có bản lãnh như thế. Một vị cung phụng khẽ vuốt chòm râu, tán thưởng lên tiếng. Còn lại ba người cũng là liên tục gật đầu, riêng là Lệ Kinh Thiên, trong mắt càng là tán qua một mảnh kích động chi mang. Đây chính là hắn muốn đầu nhập vào Lạc gia, quả nhiên khí phái. Lại là một tràng tiếng xé gió vang, U Lão Lục, Nghiêm Chỉnh Lam Hòa Lâm Như Phong ba vị trưởng lão cũng cuối cùng đuổi đi lên. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Lệ Kinh Thiên trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị tinh mang. Nhất chỉ phía đông Độc Long trận nói, các người ba cái thiên huyền cảnh trưởng lão, đi phá cái kia trận thức. Ba vị cung phụng, theo lão phu đến. Vừa mới nói xong, Lệ Kinh Thiên liền dẫn đầu xâm nhập phương Nam Hắc Viêm trong trận. Ba vị cung phụng liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi theo vào. Đến mức cái kia ba tên trưởng lão, càng là không có gì để nói nhiều, cung phụng đều lên, bọn họ có thể không lên sao? Huống hồ lần này chỉ huy. Là đế vương môn cung phụng, xảy ra chuyện gì, đó cũng là từ hắn đảm đương. Đến mức tiến vào trận thức này bên trong, bọn họ phải chăng gặp nguy hiểm, ba người lại tất cả đều không để trong lòng. Hừ, liền xem như cấp 5 trận thức, đối phương chỉ có một tên thiên huyền cao thủ, còn có thể cản đến phía dưới chúng ta bốn vị thần chiếu, ba vị thiên huyền cao thủ sao? Cười lạnh, U Lão Lục cùng còn lại hai tên trưởng lão liếc nhau, đều là khinh thường bĩu môi. Dựa theo Lệ Kinh Thiên an bài, bỗng nhiên xâm nhập Độc Long trận bên trong. Hỏng bét. Hắc Phong Sơn trong đại sảnh, Lạc Vân Thường đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Mọi người giật mình, chặn lại nói, làm sao? Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Thường sắc mặt ngưng trọng dị thường, có bốn vị cao thủ, xâm nhập phương Nam Hắc Viêm trong trận. Mà lại bốn người này tương đương lợi hại, chỉ là bọn hắn tiến vào trận bên trong tích tắc. Đại trận liền tựa hồ phải tùy thời sụp đổ giống như. Cái gì? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người tất cả đều khẽ cắn môi, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới đi. Lúc trước Độc Long trận, tại Lạc Vân Thường còn chưa phát giác lúc, liền đã mất đi khống chế quyền. Rất có thể, cũng là bị người phá giải. Hiện tại Hắc Viêm trong trận lại đến lợi hại như thế bốn cao thủ, chỉ sợ rất nhanh Hắc Phong Sơn liền muốn hoàn toàn bị công hãm. Để lão phu đi gặp bọn họ một chút. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lôi Vân Thiên nhìn không được nắm chặt quyền đầu, liền muốn hướng ra phía ngoài chạy đi, cũng là bị Lạc Vân Thường vội vã gọi lại, Lôi bá bá, bốn người kia bất kỳ người nào đều thâm bất khả trắc. Cho dù bọn họ thân thể ở trong trận, ta đều nhìn không ra bọn họ tu vi, có lẽ sớm đã siêu việt thiên huyền cảnh giới, ngài căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Thật sâu hút khẩu khí, Lôi Vân Thiên chần chờ một chút. Tiếp lấy lại sải bước đi ra ngoài, đảo mắt không cái bóng. Chỉ là cái kia tiêu điều thanh âm, lại là rằng giặc truyền đến, trước kia Lạc gia bởi vì lão phu mà chết, hiện tại liền lấy lão phu cái mạng này bồi lên đi. Các ngươi đi mau, lão phu trước cản bọn họ một hồi. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, trong lòng mọi người nhất thời phát lên một cỗ chua xót, sau đó liền thật sâu cảm động. Bọn họ cũng đều biết, Lôi Vân Thiên đối Lạc gia một mực hổ thẹn. Hai năm này cũng một mực tại hết sức đền bù, hiện tại hắn đang muốn hy sinh chính mình toàn bộ, đi cam đoan Lạc gia tỷ đệ sinh tồn. Ha ha ha, Lôi trưởng lão, bằng ngươi một người chỉ sợ cản không bọn họ bao lâu thời gian, để lão bàng đến bồi ngươi đi đi. Bỗng nhiên bàng thống lĩnh cười lớn một tiếng, theo sát cùng ra ngoài. Bàng thống lĩnh, ngươi, Lạc Vân Thường khẽ giật mình, trong mắt lệ quang chớp động. Thân thể bất giác trệ trệ. Bàng thống lĩnh khóe miệng một phát, hào khí vượt mây mà cười to nói, Lôi trưởng lão là hai năm này mới thêm vào Lạc gia, cũng có thể làm đến vì gia tộc hy sinh. Chẳng lẽ lão bàng ta cả đời thụ Lạc gia ân huệ, lúc này lại muốn làm con rùa đen rút đầu sao?
chỉ bất quá, không có cơ hội gặp lại ta huynh đệ kia một mặt, ai? Than nhẹ một tiếng, Bàng thống lĩnh đảo mắt cũng biến mất bóng người. Lôi Vũ Đình cười khổ một tiếng, vỗ vỗ Lạc Vân Thường bả vai. Lạc Vân Thường sững sờ, quay đầu nhìn về phía nàng, trong lòng tựa hồ phát lên ẩn ẩn bất an, Lôi tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải. Hơi hơi gật gật đầu, Lôi Vũ Đình khẽ cười một tiếng, nghĩa phụ đợi ta ân trọng như sơn, ta lại làm sao có thể nhìn hắn một thân một mình chịu chết. Chỉ là, ha ha ha, Vân Thường, đối đãi ngươi nhìn thấy tiểu tử kia về sau, giúp ta hung hăng cho hắn hai bàn tay. Hắn đi được quá lâu, liền lão nương trước khi chết đều không có gặp hắn một lần cuối cùng, thực sự nên đánh. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ Đình quay người hướng Hắc Viêm trận phương hướng chạy đi. Chỉ là nàng bóng lưng, lại là tràn ngập hưu quạnh, thậm chí là không cam lòng. Có lẽ cũng là bởi vì trong nội tâm nàng người kia, thẳng đến sau cùng cũng không có xuất hiện. Ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đều biến mất tại cái kia pha trộn trong sương mù. Lạc Vân Thường hai mắt sớm đã hai mắt đẫm lệ mông lung, Lạc Vân Hải nhìn lấy tỷ hắn nói, tỷ tỷ, bọn họ đều là cho chúng ta đi chết sao? Hung hăng gật gật đầu, Lạc Vân Thường lại khó ức chế trong mắt nước mắt, hai đạo rõ ràng hoàng tại nàng trên hai gò má lưu lại rõ ràng dấu vết. Lạc Vân Thường đem Lạc Vân Hải ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, Vân Hải, ngươi nhớ kỹ, chúng ta tuy nhiên không có phụ thân, nhưng chúng ta còn có người nhà. Bọn họ đều là người nhà của chúng ta. Ngươi chạy đi về sau, liền đi tìm Trác đại ca. Chỉ cần tìm được hắn, ngươi thì nhất định sẽ không có việc gì. Cái kia tỷ, ngươi đây. Lạc Vân Hải nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lộ ra một cái thề mỹ nụ cười, Lạc Vân Thường thản nhiên nói, Vân Hải, còn nhớ đến chúng ta Lạc gia tổ huấn sao? Đương nhiên nhớ đến, trung can nghĩa đảm. Đúng vậy a. Chúng ta người Lạc gia tuyệt không thể để bọn hắn cho chúng ta hy sinh vô ích. Chí ít có ta tại, ta còn có thể vận dụng trận pháp trợ giúp bọn họ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, Lạc Vân Thường nhẹ nhàng hất ra Lạc Vân Hải, nghĩa vô phản cố lao ra. Tỷ, Lạc Vân Hải gào thét kêu to. Nhưng là Lạc Vân Thường lại không có trả lời, chờ một lúc, mới truyền đến nàng hô to âm thanh, đi tìm Trác Phàm. Hắc Viêm trong trận. Lệ Kinh Thiên bốn người vừa mới vào trận, liền cảm giác bốn phía hỏa khí lượn lờ, từng đạo hắc viêm như là như giòi trong xương một dạng, hướng bọn họ nơi này chạy tới. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là thần chiếu cường giả, nhẹ nhàng một phất ống tay áo, liền đem tất cả hắc viêm đều đánh tan. Nhìn chung quanh bốn phía liệt diễm, mọi người chậc chậc ngợi khen. Trận này thật là khó được cấp 5 trận thức, uy lực chỉ sợ không thể khinh thường. Bất quá đáng tiếc. Khống trận người đoán chừng thực lực quá yếu, liền trận này 1% uy lực đều không phát huy ra. Nếu không lời nói, coi như ta bốn người liên thủ phá trận, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một vị cung phụng thở dài lên tiếng, còn lại người khẽ gật đầu, trong lòng càng là may mắn bọn họ không có cao thủ a. Không phải vậy lời nói, cái này bốn cái cấp 5 đại trận, mỗi một cái từ một vị thần chiếu cảnh khống trận lời nói. Cái này Hắc Phong Sơn không được như thùng sắt. Đừng nói là bốn người bọn họ, liền xem như đế vương môn cao thủ toàn bộ đến tấn công, cũng rất khó gặm động khối này xương cứng. Ông! Đột nhiên, một trận không gian ba động vang lên, mọi người hướng chỗ đó nhìn lại, lại chỉ thấy Lôi Vân Thiên bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Người đến người nào, một vị cung phụng quát to. Giận hừ một tiếng. Lôi Vân Thiên hô to lên tiếng, tại hạ Lạc gia đại trưởng lão, Lôi Vân Thiên. Há, ngươi là đại trưởng lão? Lông mày nhíu lại, mọi người liếc nhìn nhau, lại đều là hống cười ra tiếng. Phàm là gia tộc đại trưởng lão, đều là gia tộc mạnh nhất trưởng lão. Thế nhưng là cái này Lôi Vân Thiên, bọn họ thấy một lần liền biết, cái này không phải liền là cái vừa mới đột phá không lâu, thiên huyền cảnh nhất trọng tu giả a. Đây cũng là đại trưởng lão. Hừ hừ, Lạc gia quả nhiên là tam lưu thế gia, hoặc là nhiều lắm thì nhị lưu ra mặt, trong nhà không có người. Nếu không phải có cái này bốn cái đại trận thủ hộ, chỉ là một cái Lạc gia, cần gì phải bọn họ thần chiếu cung phụng xuất thủ. Lệ Kinh Thiên thì là nháy mắt mấy cái, trong lòng nổi lên nói thầm. Trong lòng hắn, Lạc gia hẳn là một cái ẩn thế mọi người, so với bảy thế gia cũng không thua bao nhiêu. Có Trác Phàm biến thái như vậy quản gia tại. Trưởng lão này sao lại thế?
Đột nhiên, hắn dường như ý thức được cái gì, trong lòng cười thầm. Trác Phàm một cái đoán cốt ngũ trọng tu giả, lại là liền giết 6 tên thiên huyền ngũ trọng trở lên cường giả, toàn thân trở ra. Trưởng lão này mặc dù chỉ là thiên huyền nhất trọng, nhưng cũng có thể giết đến thần chiếu cường giả đâu. Đại quản gia đều là cái đồ biến thái, trưởng lão này không thể nào quá yếu a. Sau đó hắn cười hắc hắc, đập một cái cung phụng bả vai, nhất chỉ lôi vân thiên nói, ngươi lên, đừng để lão gia hỏa này lại lải nhải. Hắc hắc hắc, lệ lão, ngài phân phó, ta làm theo. Người kia liền ôm quyền, không thèm để ý chút nào hướng lôi vân thiên vọt tới, nhất trưởng đánh xuống. Lệ kinh thiên cười lạnh thành tiếng, ngươi nhà cái này ngu ngốc, chớ bị người lạc gia tu vi cho lừa gạt, một hồi người nào chết còn không nhất định đây. Trong lòng hắn, Trác Phàm là cái đồ biến thái, hắn liền đem người lạc gia đều làm thành biến thái. Thế mà, sự thật lại đúng lúc ngược lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lôi vân thiên song trưởng đều xuất hiện, cũng là bị người kia nhẹ nhàng vung lên liền đánh té xuống đất, trong miệng máu tươi ói không ngừng. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, lệ kinh thiên cả kinh trợn mắt hốc mồm, chuẩn bị lập tức liền muốn triển lộ nụ cười cũng trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nguyên lai người nhà không phải biến thái A, cái kia còn làm cái gì đại trưởng lão? Gần đến trước, Trác Phàm thiên dặn dò, vạn dặn dò, để hắn bảo vệ tốt người lạc gia an toàn. Thế nhưng là vừa nghe nói lão đầu kia là đại trưởng lão, hắn cái này võ si mau bệnh thì lại phạm, cũng muốn nhìn một chút cái kia đại trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là nguyên lai, con hàng này thế mà thật cùng hắn tu vi một dạng, chỉ là cái phổ thông thiên huyền cảnh, mà không phải giống Trác Phàm mạnh như vậy không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, lệ kinh thiên một đầu hắc tuyến. Cái này hắn làm như thế nào cùng Trác Phàm bàn giao, chẳng lẽ nói hắn hứa hẹn giống như đánh giam a? Khặc khặc khặc, vừa mới lão phu liền nửa thành công lực đều không phát ra, người lão nhi này liền trọng thương thành bộ này đức hạnh, cũng quá yếu đuối đi. Nếu không phải tại trận thức này bên trong, lão phu thần thức bị hạn chế, lão phu căn bản không tiếp theo ngươi động thủ, miễn cho tạng lão phu tay. Cái kia xuất thủ cung phụng, nhẹ nhàng chà chà bàn tay, một mặt trang bức tướng. Nguyên bản hắn có thể nhất trưởng đánh chết lôi vân thiên, nhưng rất rõ ràng, hắn là tại mèo vờn chuột. Như thế làm nhục, để lôi vân thiên tức giận đến lại nôn một ngụm máu tươi. Hiu! Đột nhiên, tiếng xé gió vang, một đạo hắc ảnh lóe qua, gọi được lôi vân thiên trước người. Lôi vân thiên xem xét, nhịn không được kêu lên, bàng thống lĩnh. Nhếch miệng cười một tiếng, bàng thống lĩnh quát to, nghênh kích ngoại địch, bảo vệ gia viên. Là ta cái này hộ vệ thống lĩnh chức trách, làm sao có thể để lôi trưởng lão một người gánh chịu. Còn có ta, lúc này, lôi vũ đình cũng xuất hiện tại hắn bên người. Lôi vân thiên trong lòng một hồi cảm động, cái kia cung phụng lại là khinh thường bĩu môi, hừ, còn chưa tới thiên huyền cảnh, lại tới hai cái chịu chết. Hừ, cho dù chết, chúng ta cũng để cho ngươi bới ra lớp ra. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Bốn phía hắc viêm đột nhiên tuôn ra động, hóa thành 8 đầu màu đen hỏa long, bỗng nhiên hướng cái kia cung phụng phóng đi. Cái kia cung phụng còn chưa kịp phản ứng, liền đã oanh một tiếng, bị liệt diễm thôn phệ. Mà tại bên người mọi người, Lạc Vân Thường bóng người chậm rãi xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.